Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 18. Đại sư Đàm. Quý bà họ Hoàng này chính là mẹ đẻ của Mạnh Huy, cũng là con dâu của Mạnh Hồng Nghiệp. Thế nhưng lão ta vẫn phải cam chịu nhường cho bà ta ngồi ở vị trí cao nhất. Có thể khiến Mạnh Hồng Nghiệp phải đối xử tôn kính như vậy, lại còn mang họ Hoàng, chỉ có thể là người của nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người phụ nữ này tên là Hoàng Mai. Lần này bà ta tới Giang Hải là vì chuyện của Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Mạnh Hồng Nghiệp run sợ trong lòng, tỏ ra đau khổ, hai mắt đỏ bừng, cái chết của Mạnh Huy và Thiên Kiêu đều do một người trẻ tuổi tên Dương Thanh gây ra. Sau đó, lão ta kể lại một lượt toàn bộ sự việc. Cái gì nên kể đều kể ra hết, ngoại trừ việc lão ta trục xuất Mạnh Huy trước mặt mọi người và từ chối yêu cầu báo thù cho con trai của Mạnh Thiên Kiêu. Nghe xong, Hoàng Mai đỏ bừng mắt, đáy mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt. Tại sao tôi còn nghe nói ông không chịu ra mặt giúp con trai tôi, còn trục xuất thằng bé ra khỏi gia tộc trước mặt mọi người? Mạnh Thiên Kiêu muốn nhờ ông lấy danh nghĩa nhà họ Mạnh báo thù rửa hận cho con tôi lại bị ông cự tuyệt. Hoàng Mai nói rất bình thản nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm. Nghe lời chất vấn của bà ta, mặt mày Mạnh Hồng Nghiệp biến sắc. Nếu lão ta biết Hoàng Mai là người của gia tộc đứng đầu Yến Đô, sao lão ta dám đuổi Mạnh Huy ra khỏi gia tộc? Sao dám cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Thiên Kiêu? Thậm chí lão ta không hề hay biết chuyện của Mạnh Thiên Kiêu và Hoàng Mai. Chỉ biết một ngày nào đó hơn 30 năm trước, Mạnh Thiên Kiêu đột nhiên bế một bé trai về nhà, nói là con của mình. Bé trai này chính là Mạnh Huy. Mạnh Hồng Nghiệp từng âm thầm cho người giám định máu của Mạnh Huy, xác định Mạnh Huy là con ruột của Mạnh Thiên Kiêu thì mới chịu chấp nhận. Bây giờ Hoàng Mai lại tìm tới tra hỏi nguyên nhân cái chết của Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Điều này khiến Mạnh Hồng Nghiệp vô cùng hối hận. Giờ phút này, lão ta đang thấp thỏm lo âu. Cô Hoàng, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Mạnh Hồng Nghiệp hoảng hốt đáp, tôi rất kỳ vọng vào Thiên Kiêu và Mạnh Huy, thậm chí tôi còn đặc cách cho Mạnh Huy có tư cách tranh đoạt vị trí thừa kế với bậc chú bác. Nhưng thằng nhóc Dương Thanh kia quá mạnh, một mình cậu ta có thể hủy diệt nhà họ Mạnh chúng tôi. Đợi điều tra rõ ràng, cô sẽ biết tôi không hề giấu giếm điều gì về chuyện ngày đó. Có nói thế nào thì Thiên Kiên cũng là đứa con trai tôi vừa ý nhất, Mạnh Huy cũng là cháu trai tôi tự hào nhất. Nếu không phải bất đắc dĩ, sao tôi có thể từ bỏ hai đứa nó được? Mạnh Hồng Nghiệp đứng bật dậy, không dám ngồi nữa. Nếu không vì vai vế của Hoàng Mai thấp hơn, lão ta đã quỳ rạp xuống rồi. Hoàng Mai cũng biết Mạnh Hồng Nghiệp không dám lừa gạt mình. Bởi vì lão ta là bố của Mạnh Thiên Kiêu, ông nội của Mạnh Huy nên bà ta mới tốn thời gian nói nhảm nhiều như vậy. Ông nói Dương Thanh kia lợi hại lắm hả? Có thể một đòn đánh bay cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh các người sao? Hoàng Mai nhíu mày hỏi. Những năm gần đây, tuy bà ta chưa từng tới nhà họ Mạnh nhưng hiểu rõ về gia tộc này như lòng bàn tay. Bà ta cũng biết năng lực của nhà họ Mạnh không hề đơn giản. Không ngờ một gia tộc mạnh mẽ như vậy lại suýt bị một người trẻ tuổi phá hủy. Cô Hoàng, tôi nói thật đấy, tôi không dám lừa cô đâu. Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng nói, chỉ sợ Hoàng Mai không vui sẽ tiện tay giết lão ta. Hoàng Mai im lặng không lên tiếng, lông mày nhíu chặt. Bà ta là người nhà họ Hoàng, đương nhiên không phải kẻ ngốc. Một người trẻ tuổi mới 27 tuổi đã có thể một đòn đánh bại cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh. Dù là trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng khó có được cao thủ có thực lực kinh người như vậy. Đại sư Đàm thấy thế nào? Hoàng Mai bỗng nhìn sang người đàn ông trung niên bên cạnh. Đại sư Đàm là cao thủ của nhà họ Hoàng, phụ trách an toàn cho bà ta, thực lực cực mạnh. Nhắc tới phương diện võ thuật, hỏi Đại sư Đàm là chuẩn nhất. Đại sư Đàm đột nhiên lên tiếng hỏi, Mạnh Hồng Nghiệp, cao thủ mạnh nhất gia tộc các người là ai? Hắc Bào. Mạnh Hồng Nghiệp quát một tiếng, một người mặc đồ đen đeo mặt nạ quỷ bước ra. Đại sư Đàm đi tới nói với Hắc Bào, dùng hết sức lực đánh với tôi một trận đi. Được. Hắc Bào đáp, xoạt. Ngay sau đó, Hắc Bào rút đao ra. Tỉnh lỵ có một lời đồn, Hắc Bào rút đao, máu chảy thành sông. Thế nhưng trước mặt Đại sư Đàm, câu nói này chẳng đáng nhắc tới. Lên đi. Đại sư Đàm đứng chắp tay sau lưng, lớn tiếng nói với Hắc Bào. Nhưng Hắc Bào không dám khinh địch, ông ta cảm nhận được một luồng khí thế cực lớn tỏa ra từ người Đại sư Đàm. Dù biết trước mình sẽ bại trận, Hắc Bào vẫn quyết tâm đánh một trận.
Nha! Hắc bào hô lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vọt tới. Đám người xung quanh chỉ nhìn thấy một cái bóng đen xì tấn công Đại sư Đàm. Còn Đại sư Đàm vẫn đứng im tại chỗ, một tay chắp sau lưng, tay còn lại thả lỏng bên người. Rõ ràng Đại sư Đàm định đối phó Hắc Bảo bằng một tay. Oan ra ngõ hẹp. Không phải ông ta quá kiêu ngạo, mà là thực lực cho phép ông ta kiêu ngạo như vậy. Dù là ở Yến Đô, ông ta cũng có thể đứng trong top đầu. Cao thủ của một gia tộc đứng đầu tỉnh lỵ, chẳng là gì với ông ta. Ông ta bảo Hắc Bảo dùng hết sức đánh với mình một trận để thông qua chuyện này ước chừng thực lực của Dương Thanh. Giết! Thoáng chốc, Hắc Bảo đã vọt tới trước mặt Đại sư Đàm, hai tay cầm đao chém xuống thật mạnh. Keng! Giây phút lưỡi đao của Hắc Bảo sắp chạm vào đầu Đại sư Đàm, ông ta bỗng giơ tay ra búng một cái. Tiếng va chạm với kim loại thanh thúy vang lên. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đao của Hắc Bảo bị búng bay ra ngoài. Bốp! Hắc Bào ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần, lồng ngực đã bị đá mạnh vào. Ông ta còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, phun ra một ngụm máu lớn, cả người văng ra ra mấy mét. Lúc rơi xuống đất, ông ta đã ngất xỉu, mọi người đều lặng thinh. Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt nhìn Đại sư Đàm đang đứng chắp tay sau lưng ở giữa phòng. Một tay búng bay đao của Hắc Bào. Một đòn đá bay Hắc Bào. Trên đời này thực sự có cao thủ lợi hại như vậy sao? Tuy lão ta đã đoán trước Hắc Bào sẽ bại trận nhưng không ngờ lại thua nhanh tới vậy. Không chịu nổi một đòn. Đại sư Đàm lạnh lùng ném lại một câu rồi quay trở về ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mai. Hoàng Mai cũng không hề bất ngờ, chỉ lạnh nhạt hỏi Mạnh Hồng Nghiệp, ông nghĩ người trẻ tuổi tên Dương Thanh kia so với Đại sư Đàm ai mạnh hơn? Mạnh Hồng Nghiệp bừng tỉnh, kích động nói, Đại sư Đàm quá lợi hại, Dương Thanh không hề có tư cách so sánh với ông ấy. Không phải lão ta đang nịnh hót mà lão ta thực sự cho rằng Dương Thanh yếu hơn Đại sư Đàm. Đại sư Đàm bình thản cầm chén trà bằng sứ màu trắng trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống, sau đó mới lên tiếng, bà Hoàng, hay là để tôi đi gặp người trẻ tuổi kia, xem cậu ta tài giỏi tới mức nào. Hoàng Mai không đáp lời, dường như đang cân nhắc gì đó. Một lát sau, bà ta mới hỏi, thân phận của Dương Thanh là gì? Đây là chuyện bà ta quan tâm nhất, bà ta tin chắc một khi Đại sư Đàm ra tay, Dương Thanh chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng bà ta cũng biết một người trẻ tuổi như Dương Thanh mà lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, chắc chắn sẽ có thân phận không tầm thường. Đây là cách đối nhân xử thế của nhà họ Hoàng, trước khi báo thù bất cứ ai đều phải điều tra rõ ràng lai lịch của kẻ thù. Nhờ vậy nhà họ Hoàng mới có thể đứng vững trong hàng ngũ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Lúc này Mạnh Hồng Nghiệp mới phát hiện suýt nữa lão ta đã bỏ sót một chuyện cực kỳ quan trọng, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, theo những gì tôi điều tra được, Dương Thanh là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. 18 năm trước, cậu ta và mẹ mình đã bị đuổi khỏi Yến Đô. Chỉ là không biết tại sao, nửa năm trước gia tộc Vũ Văn lại giao tập đoàn Nhãn Thanh cho Dương Thanh. Cũng chính vì vậy nên tôi vẫn luôn kiêng kỵ gia tộc Vũ Văn, không dám ra đòn hiểm với cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp kể cho Hoàng Mai nghe toàn bộ những gì mình biết. Hoàng Mai híp mắt lại, nghe ông nói vậy, tôi cũng nhớ ra chuyện này rồi. Thì ra cậu ta còn là người của gia tộc Vũ Văn. Nhưng vậy thì đã sao? Chồng và con trai tôi đều bị cậu ta hại chết, cậu ta phải đền mạng. Hoàng Mai nghiến răng nói. Nếu là con cháu chính thống của gia tộc Vũ Văn, có lẽ bà ta sẽ do dự không biết nên ra tay với Dương Thanh hay không. Nhưng anh chỉ là một đứa con rơi, không cần phải kiêng kỵ gì hết. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi vào nhà họ Mạnh. Cô ơi! Anh ta đi tới bên cạnh Hoàng Mai, khẽ cúi đầu chào, thái độ cực kỳ cung kính. Hoàng An, cổ của cháu bị sao vậy? Hoàng Mai chợt nhìn thấy trên cổ Hoàng Mai có mấy vết ngón tay đỏ ửng, sắc mặt lập tức lạnh đi. Hoàng An nghiến răng nghiến lợi đáp, cháu bị người ta đánh ở giữa đất Giang Hải. Cái gì? Một Giang Hải nho nhỏ cũng có người dám động vào người nhà họ Hoàng sao? Hoàng Mai nổi giận đùng đùng. Bà ta đến Giang Hải vốn là vì chuyện của chồng trước và con trai. Bây giờ đến cả cháu trai của bà ta cũng bị đánh. Trong mắt bà ta, Giang Hải giống như cấp tiểu học, tỉnh lỵ ngang với trung học còn Yến Đô cao nhất, giống như đại học. Chuyện này chẳng khác gì sinh viên đại học bị học sinh tiểu học đánh ngay trong trường tiểu học. Bà ta đang vô cùng giận dữ.
chắc là nhà họ Mạnh các người xử lý được chuyện này đúng không? Hoàng Mai híp mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hồng Nghiệp. Đối với bà ta, người nhà họ Hoàng phải đích thân giải quyết chính là sự sỉ nhục. Mạnh Hồng Nghiệp lập tức gật đầu đáp, cô Hoàng cứ yên tâm. Cho dù là ai, dám động vào cậu An thì chính là kẻ địch không đội trời chung với nhà họ Mạnh chúng tôi. Bây giờ tôi lập tức cho người đi trả thù thay cậu An. Giữ lại cái mạng quèn của cậu ta, tôi muốn khiến cậu ta sống không bằng chết. Hoàng An dữ tợn nói. Đến tận lúc này, cảm giác bên bờ vực cái chết vừa rồi vẫn khiến anh ta sợ hết hồn. Hoàng An là con cháu nhà họ Hoàng, lại suýt bị một người nhỏ tuổi hơn mình giết chết ngay giữa đường. Anh ta nhất định phải báo thù rửa hận. Cậu An hãy yên tâm, tôi sẽ dặn dò giữ người sống theo ý cậu, Mạnh Hồng Nghiệp vội vàng nói. Cút ra đây đi. Mạnh Hồng Nghiệp không hề hay biết, người đắc tội Hoàng An chính là Dương Thanh. Bây giờ lão ta chỉ sợ Hoàng Mai không hài lòng sẽ diệt sạch nhà họ Mạnh. Người nhà họ Hoàng muốn lão ta làm gì, lão ta đều ngoan ngoãn làm theo. Cậu An nói là ở Giang Hải sao? Tôi muốn biết là ở chỗ nào của Giang Hải. Người đánh cậu là ai? Mạnh Hồng Nghiệp dè dặt dò hỏi. Chỉ khi có nhiều tin tức hơn, lão ta mới có thể nhanh chóng tìm được người dám to gan đắc tội Hoàng An. Hoàng An nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, ở cổng nhà hàng Bắc Viên Xuân. Người đánh tôi là một gã thanh niên tầm 26, 27 tuổi. Gã thanh niên tầm 26, 27 tuổi. Mạnh Hồng Nghiệp bỗng nhiên hoảng hốt, bởi vì Dương Thanh cũng ở độ tuổi này. Phải rồi, vợ của cậu ta rất xinh đẹp, Hoàng An bổ sung thêm. Mối lo trong lòng Mạnh Hồng Nghiệp càng lớn, lão ta biết vợ của Dương Thanh cực kỳ xinh đẹp. Hoàng Mai cau mày quát, nói điểm chính thôi. Hoàng An lại nghĩ một lúc rồi nói tiếp, đúng rồi. Tôi nhớ người bên cạnh cậu ta đều gọi cậu ta là cậu Thanh. Thanh niên tầm 26-27 tuổi, có người vợ xinh đẹp, được người khác gọi là cậu Thanh. Vẻ mặt của Mạnh Hồng Nghiệp lập tức trở nên khó coi. Lão ta có thể xác định, người Hoàng An đang miêu tả chính là Dương Thanh. Hoàng An đi ra ngoài đương nhiên sẽ dẫn theo vệ sĩ, vậy mà vẫn bị đánh, người đó chỉ có thể là Dương Thanh. Ông chủ Mạnh, có phải ông đã biết ai đánh cháu tôi rồi không? Hoàng Mai cũng nhìn ra được sự khác lạ của lão ta. Mạnh Hồng Nghiệp không trả lời mà vội vàng hỏi Hoàng An, có phải người cậu nói cao khoảng 1m8, đầu tóc cắt ngắn, ánh mắt sắc bén, sức mạnh kinh người không? Đúng, chính là gã thanh niên đó. Thực lực của cậu ta rất mạnh, dùng một tay đã nhấc được cả người tôi lên không trung. Vệ sĩ của tôi bị cậu ta quát một tiếng liền sợ không dám tiến lên nửa bước. Hoàng An đáp liến thoáng. Nói xong. Anh ta mới phản ứng lại, ông chủ Mạnh biết cậu ta là ai à? Khuôn mặt Mạnh Hồng Nghiệp trắng bệch, cô Hoàng, cậu An, người trẻ tuổi đó chính là Dương Thanh. Cậu ta là người dẫn đầu 4 gia tộc lớn kéo đến nhà họ Mạnh đánh gãy 2 tay Mạnh Huy, hại chết Thiên Kiêu. Sự hận thù trên mặt Hoàng Mai càng đậm, thảo nào dám động vào Hoàng An, đến cả con trai và chồng của bà ta còn dám hại chết, có gì mà cậu ta không dám làm? Bà Hoàng! Tôi nghĩ phải nhờ đại sư Đàm ra tay mới báo được thù của cậu An. Mạnh Hồng Nghiệp tự biết sức mình không đủ, hắc bào còn chẳng chịu nổi một đòn của Dương Thanh, ông ta sai ai đi báo thù cũng chỉ còn con đường chết. Vậy đành nhờ đại sư Đàm vất vả một chuyến, tới Giang Hải lôi Dương Thanh về đây cho tôi. Hoàng Mai hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén lửa giận đang sôi trào. Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên bà ta mất khống chế nhiều lần như vậy chỉ trong vòng một ngày. Vâng. Đại sư Đàm đặt chén trà xuống, lập tức rời khỏi nhà họ Mạnh. Lúc đại sư Đàm xuất phát đến Giang Hải, đám người Dương Thanh đã rời khỏi nhà hàng Bắc Viên Xuân. Mã Siêu, cậu phụ trách bảo vệ cho chị Lâm. Ở cổng nhà hàng, Dương Thanh cẩn thận dặn dò. Được, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mã Siêu vô thức đứng thẳng người, cao giọng đáp. Đây là cơ hội cuối cùng của anh ta. Hiện giờ chỉ có anh ta còn có khả năng khiến Ngải Lâm thay đổi ý định. Tình cảm giữa hai người chưa phát triển đến mức người yêu nhưng cả hai đều có ấn tượng tốt với nhau. Nhưng áp lực trong lòng Ngải Lâm quá lớn, cô ấy không muốn liên lụy Dương Thanh và Mã Siêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Ngải Lâm và Mã Siêu đi khỏi, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi vào lối dành cho người đi bộ. Màn đêm đã buông xuống, cơ hội tuyệt vời để đi dạo ngoài đường. Bắc Viên Xuân nằm cạnh trường đại học. Thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đôi sinh viên nắm tay nhau đi trên đường.
Chồng ơi, anh nói cho em biết đi, tại sao lúc trước anh lại thích em? Tần Thanh Tâm đột nhiên cười hỏi. Bây giờ hai người đã hoàn toàn mở lòng với nhau, quan hệ ngày càng thân mật. Tần Thanh Tâm cũng không còn ngượng ngùng khi nhắc tới vấn đề này như trước nữa. Dương Thanh nắm chặt tay cô, khóe miệng cong cong nở nụ cười hạnh phúc, ban đầu anh cũng giống các nam sinh bình thường khác, coi em là nữ thần cao quý không thể chạm tới. Thực ra anh vẫn luôn tự ti, không dám nghĩ tới chuyện cưới em làm vợ. Sau này cuộc sống chèn ép, anh đành phải xin làm bảo vệ ở tập đoàn Tam Hòa. Anh từng bị sỉ nhục rất nhiều, cho đến một ngày em nhìn thấy đội trưởng đội bảo vệ bắt nạt anh liền nổi giận sa thải anh ta. Em còn nói với anh, mỗi một người đều là cá thể riêng biệt độc nhất vô nhị. Nếu bản thân không đủ kiên cường, không đủ nỗ lực sẽ mãi mãi bị chèn ép dưới đáy xã hội đến khi chai lì, cam lòng sống mãi như vậy. Đó là lần đầu tiên em nói chuyện với anh, nhưng chính những câu nói này là động lực giúp anh có ngày hôm nay. Sau đó chúng ta bị hãm hại, anh vào ở rể nhà họ Tần, lời em nói đã khích lệ anh không được cam lòng sống mãi như vậy. Thế là anh quyết định ra đi. Ở biên giới phía Bắc, anh phấn đấu hết mình chỉ để xứng với em. Trong suốt 5 năm chinh chiến xa trường, bóng dáng của em, lời nói của em vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Khi anh nhận ra em đã khắc sâu trong tim mình, anh mới hiểu được, có lẽ ngay từ lúc em giúp anh, cổ vũ anh đã trúng tiếng sét tình yêu rồi. Nghe Dương Thanh nói nhiều như vậy, Tần Thanh Tâm cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cũng nghĩ bản thân thật may mắn. May mà ngày đó cô đã giúp đỡ anh, còn khích lệ anh. Nếu không chắc hẳn cô đã bị Châu Ngọc Thúy gả cho một cậu chủ nhà giàu nào đó. Chồng ơi, cảm ơn anh đã cố gắng hết mình vì em. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em. Tần Thanh Tâm bỗng nhiên đứng lại, dịu dàng nhìn Dương Thanh. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, trái tim Dương Thanh bắt đầu đập loạn nhịp. Mặc dù anh đã đem lòng yêu cô nhiều năm nhưng hiện giờ mới được coi là bắt đầu yêu đương. Bị đôi mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm, Tần Thanh Tâm ngượng ngùng nhắm mắt lại, chờ anh hôn mình. 1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây nhanh chóng trôi qua. Cô vẫn chưa thấy anh hôn mình. Tần Thanh Tâm cảm thấy thẹn quá hóa giận, mình đã tự dâng môi lên rồi, anh không biết chủ động một chút sao. Nhưng khi cô mở mắt ra lại thấy Dương Thanh đang nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt xen chút tức giận. Chồng ơi, anh sao vậy? Tần Thanh Tâm hoảng sợ, anh như vậy khiến cô cảm thấy cực kỳ xa lạ. Tâm, em lái xe về nhà trước đi, lát nữa anh gọi taxi về sau. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Giọng điệu nghiêm trọng, Tần Thanh Tâm cũng nhìn thử, chỉ thấy người qua kẻ lại không ngừng. Mặc dù không biết tại sao nhưng cô hiểu Dương Thanh sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình về trước. Cô không chút do dự nhận chìa khóa xe Dương Thanh đưa, lo lắng dặn dò, em chờ anh ở nhà. Đừng để em chờ quá lâu. Ừ. Dương Thanh gật đầu, nhìn cô đi khuất hẳn mới đi tới một chỗ. Cút ra đây đi. Anh đi thẳng đến một góc vắng vẻ của quảng trường rồi dừng bước gầm lên. Mày chán sống. Dương Thanh vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Hiện giờ anh đang cực kỳ tức giận. Không phải vì đối phương muốn giết anh, mà là ông ta vừa làm hỏng việc tốt của anh. Tần Thanh Tâm đã chủ động dâng mình lên cho anh hôn, anh chưa kịp hưởng thụ đã phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Người đàn ông trung niên này chính là Đại sư Đàm, cao thủ bên cạnh Hoàng Mai. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Thảo nào dám dẫn đầu 4 gia tộc lớn xông tới nhà họ Mạnh gây chuyện. Đại sư Đàm tán thưởng nhìn Dương Thanh. Mặc dù hai người chưa đấu nhưng anh có thể phát hiện ra ông ta ngay khi ông ta vừa tới, đủ để chứng minh anh không hề đơn giản. Ông là người nhà họ Mạnh phái tới sao? Dương Thanh cau mày hỏi. Đại sư Đàm cười nhạo một tiếng, một nhà họ Mạnh nhỏ nhoi mà cũng đòi tôi làm việc cho sao? Còn lâu mới đủ tư cách, nghe vậy, Dương Thanh cảm thấy khó hiểu. Giọng điệu của đối phương rất ngạo mạn, dường như chẳng coi nhà họ Mạnh ra gì. Toàn bộ Chiêu Châu chỉ có 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có thể không đặt nhà họ Mạnh vào mắt. Đương nhiên, còn có Hiệp hội Võ Thuật. Dương Thanh từng chạm trán với người của Hiệp hội Võ Thuật, quần áo của bọn họ rất thống nhất. Nhưng người đàn ông trước mặt lại khác hoàn toàn. Anh có thể cảm nhận được uy hiếp từ người ông ta, dù là Ngưu Căn Sinh. Chi hội phó của Hiệp hội Võ Thuật bị anh giết ở nhà họ Ngụy cũng không mạnh bằng ông ta. Có thể kết luận, đối phương chỉ có thể đến từ Yến Đô. Bỗng nhiên, Dương Thanh nhớ ra một người,
lập tức hiểu ra. Ông là người nhà họ Hoàng, một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Dương Thanh lên tiếng hỏi. Xem ra lúc đánh Hoàng An, mày đã biết cậu ấy là người nhà họ Hoàng. Đại sư Đàm hơi kinh ngạc nói, đã biết cậu ấy là người nhà họ Hoàng mà vẫn dám ra tay, gan của mày lớn thật đấy. Xem ra Hoàng An thật sự chán sống rồi, tôi đã tha cho một mạng nhưng anh ta không chịu quý trọng. Vậy thì tôi phải lấy mạng anh ta. Trong mắt Dương Thanh lóe ra 2 tia sát khí nồng đậm. Anh rất ghét bị uy hiếp, lại càng ghét bị người ta ghi thù đòi giết mình. Trước giờ anh chưa từng nương tay với những kẻ muốn diệt mình. Thằng nhóc ngông cuồng. Đại sư Đàm gầm lên, nếu bây giờ mày ngoan ngoãn đi với tao tới gặp bà Hoàng cầu xin tha thứ, có lẽ bà ấy còn tha cho mày một con đường sống. Bà Hoàng là ai? Dương Thanh càng thêm ngơ ngác. Một kẻ tên Hoàng An đã đành, giờ lại xuất hiện thêm một bà Hoàng. Người phụ nữ của nhà họ Hoàng. Dương Thanh nhanh chóng nghĩ tới khả năng này. Đại sư Đàm kiêu ngạo nói, bà Hoàng chính là con gái của chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Mai. Hoàng Mai, tôi với bà ta có ân oán gì? Dương Thanh nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ông tới để báo thù cho Hoàng An? Mày còn nhớ Mạnh Huy vì mày mà chết không? Còn cả Mạnh Thiên Kiêu bị mày ép chết, đại sư Đàm hỏi ngược lại. Mạnh Huy chết chưa hết tội. Mạnh Thiên Kiêu tuy tính tình tàn độc nhưng cũng được coi là một người bố tốt. Dương Thanh bình thản nhận xét. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao đối phương lại nhắc tới Mạnh Huy và Mạnh Thiên Kiêu. Mối quan hệ này quá loạn. Mạnh Thiên Kiêu là chồng trước của bà Hoàng, Mạnh Huy là con trai của bà Hoàng. Bây giờ cả chồng trước và con trai của bà ấy đều bị mày hại chết. Mày đã biết tại sao bà ấy muốn tao dẫn mày tới gặp rồi chứ? Đại sư Đàm không thèm giấu giếm nói rõ mọi chuyện. Dương Thanh nhướng mày, bây giờ đã hiểu rõ mối quan hệ phức tạp kia. Thì ra Hoàng Mai là mẹ của Mạnh Huy, vậy thì không còn gì để nói, Dương Thanh híp mắt nói. Nhóc con, mày tự giác đi theo hay tao phải đánh gãy tay chân mày, lôi mày đi gặp bà Hoàng. Thái độ của Đại sư Đàm cực kỳ phách lối. Trong mắt ông ta, Dương Thanh chẳng khác nào một kẻ đã chết. Dù sao cả con trai và chồng trước của Hoàng Mai đều vì Dương Thanh mà chết. Có vẻ ông rất tự tin với thực lực của mình, Dương Thanh cười lạnh. Toàn bộ Chiêu Châu chưa từng có ai dám ép anh đi theo. Xem ra tao vẫn phải tự ra tay. Vậy thì cứ đánh gãy tay chân của mày trước đi. Dứt lời, Đại sư Đàm lập tức chạy vào tới tung đòn tấn công. Dương Thanh đứng im tại chỗ, không thèm tránh né. Ông ta đã khinh thường anh như vậy, anh sẽ cho ông ta biết hậu quả của việc khinh địch là gì. Thằng oát, mày chán sống rồi. Chết rồi. Thấy Dương Thanh nhếch miệng cười khiêu khích, Đại sư Đàm cảm thấy anh đang giễu cợt mình, nổi giận dùng sức đạp mạnh, cả cơ thể bay lên không trung. Ông ta duỗi chân muốn đạp vào đầu anh. Giây phút chân của ông ta sắp chạm vào, Dương Thanh vẫn bình tĩnh đứng đó. Thằng nhóc này thật ngông cuồng. Cho dù lỡ tay giết mày thì bà Hoàng cũng sẽ không trách tao. Đại sư Đàm dữ tợn hét lên. Bốp! Ngay khi ông ta sắp đạp xuống đầu Dương Thanh, anh chợt giơ tay bắt lấy cổ chân của ông ta. Đại sư Đàm lập tức ý thức được nguy hiểm, mặt mũi biến sắc. Răng rắc! Chỉ thấy Dương Thanh nở nụ cười tàn nhẫn, dùng sức vặn tay. Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên, cơ thể Đại sư Đàm vẫn lơ lửng trên không trung. Cổ chân bị bẻ gãy tạo thành một góc 90 độ. Rầm. Đại sư Đàm ngã lăn ra đất. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong đêm tối. Dương Thanh đứng trước người Đại sư Đàm cúi đầu nhìn ông ta, híp mắt nói, ông muốn đánh gãy tay chân tôi à? Răng rắc. Dương Thanh đạp xuống một cái, cổ chân còn lại của Đại sư Đàm cũng lập tức gãy nát. Ông nói muốn giết tôi. Giọng nói của Dương Thanh lớn dần. Ngay sau đó là 2 tiếng xương vỡ vụn vang lên liên tiếp. 2 tay 2 chân của Đại sư Đàm đều bị phế. Thủ đoạn ông ta dùng để uy hiếp Dương Thanh đã bị anh dùng lại trên người mình. Đến tận lúc này ông ta mới hoảng hốt nhận ra, Hoàng Mai chọc phải người khủng bố tới mức nào. Từ lúc hai người bắt đầu giao đấu, trong vòng 10 giây ngắn ngủi ông ta đã bị phế bỏ tứ chi. Đại sư Đàm chưa từng nghe nói tới người trẻ tuổi nào có thực lực mạnh mẽ như vậy. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Rốt, của cậu là ai? Đại sư Đàm run rẩy lên tiếng, đau đớn khi chân tay bị nghiền nát khiến ông ta sống không bằng chết. Quan trọng nhất là, thực lực của ông ta không còn nữa, không thể làm khách quý của nhà họ Hoàng nữa.
hiện giờ ông ta chỉ muốn biết thân phận của Dương Thanh là gì. Cả Chiêu Châu chẳng có nổi mấy người trẻ tuổi lại có thực lực kinh người như anh. Lúc này ông ta chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, tôi là ai còn quan trọng sao? Dứt lời, anh đá thêm một cái, đại sư Đàm trợn trừng hai mắt, lập tức tắt thở. Hoàng Mai không hề hay biết cao thủ mạnh nhất bên cạnh mình đã bị Dương Thanh dẫm chết. Bà ta đang hưởng thụ đãi ngộ dành cho khách quý ở nhà họ Mạnh. Cô Hoàng, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy đại sư Đàm trở về? Mạnh Hồng Nghiệp biết Dương Thanh lợi hại nên cũng hơi lo lắng. Hoàng Mai bình tĩnh nói, trong nhà họ Hoàng đại sư Đàm cũng là cao thủ hàng đầu. Ông thực sự cho rằng đại sư Đàm đích thân ra tay vẫn không giải quyết nổi thằng nhóc kia sao? Ông chủ Mạnh, ông quá xem thường nhà họ Hoàng chúng tôi rồi đấy. Nhà họ Mạnh không có cao thủ mạnh mẽ không có nghĩa là nhà họ Hoàng cũng không có. Hoàng An cũng khinh thường nói. Mạnh Hồng Nghiệp nào dám đắc tội hai cô cháu nhà họ Hoàng này, gật đầu lia lịa đáp, cô Hoàng và cậu An nói chí phải. Đại sư Đàm đã ra tay, Dương Thanh chắc chắn phải chết thảm. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lão ta vẫn thấp thỏm không yên. Dù sao Dương Thanh cũng đã bỏ qua cho nhà họ Mạnh một lần. Nếu lần này vẫn không thể xử lý được anh, nhà họ Mạnh sẽ không tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Chẳng mấy chốc đã 3 tiếng trôi qua, đại sư Đàm vẫn chưa trở về. Từ tỉnh Lỵ đến Giang Hải chỉ mất 40 phút lái xe, cả đi cả về mất 1 tiếng 20 phút. 1 tiếng 40 phút còn lại không đủ để giết Dương Thanh sao? Lúc này không chỉ mình Mạnh Hồng Nghiệp, Hoàng Mai cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đây mỗi lần đại sư Đàm ra tay đều trở về rất sớm. Tại sao lần này lại muộn như vậy? Nhưng sự hiểu biết về thực lực của đại sư Đàm vẫn giúp bà ta duy trì bình tĩnh. Cô ơi, sao đại sư Đàm vẫn chưa về nhỉ? Không phải ông ấy thấy Giang Hải vui nên định qua đêm luôn đấy chứ? Hoàng An cười hỏi. Hoàng Mai trừng mắt nhìn anh ta, câm miệng. Hoàng An không dám nói nữa. Anh ta không hề lo lắng đại sư Đàm sẽ thất bại, rảnh rỗi ngồi nghịch điện thoại. Đúng lúc này, một người cuống quýt xông vào phòng khách. Ông chủ, đại sư Đàm làm sao? Nói rõ ràng xem nào, Mạnh Hồng Nghiệp cả giận quát. Chết rồi, đại sư Đàm chết rồi. Người kia hoảng sợ hô lên. Cảnh cáo cậu nói cái gì? Mạnh Hồng Nghiệp lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, đại sư Đàm chết rồi sao? Sao lại như vậy? Cậu có nhìn kỹ không? Người chết thực sự là đại sư Đàm sao? Mạnh Hồng Nghiệp tức giận túm cổ áo người kia lên, liên tục chất vấn. Lão ta đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của đại sư Đàm, búng tay một cái đánh bay đao của Hắc Bào, cao thủ mạnh nhất nhà họ Mạnh và đánh Hắc Bào ngất xỉu chỉ với một đòn. Đại sư Đàm lợi hại như vậy sao có thể bị giết được? Ông chủ, tôi nói thật mà, người chết thực sự là đại sư Đàm, thi thể ở ngay ngoài cửa. Ông không tin để tôi cho người khiêng thi thể vào. Người kia sợ xanh mặt, vội nói. Khiêng thi thể vào đây, Mạnh Hồng Nghiệp đỏ mắt gào lên. Hai cô cháu Hoàng Mai và Hoàng An cũng không thể tin nổi đại sư Đàm bị giết chết. Ngay sau đó, hai người khiêng thi thể vào trong. Đại sư Đàm. Lúc nhìn thấy mặt người chết, Mạnh Hồng Nghiệp trợn trừng mắt hoảng sợ lùi về sau 5, 6 bước, toàn thân như bị rút hết sức lực, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Hiện giờ tay chân của đại sư Đàm đều be bét máu, rõ ràng đã bị đánh gãy. Ông ta chết rồi nhưng hai mắt vẫn mở to, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại sư Đàm, Hoàng Mai cũng sợ ngây người, lần đầu tiên bị dọa tới mức toàn thân run lẩy bẩy. Còn Hoàng An đã bị dọa sợ mất hồn mất vía. Chỉ dám nhìn một lần. Trong đầu anh ta chợt hiện lên một bóng người trẻ tuổi, cơ bắp cuồn cuộn dùng một tay nhấc bổng anh ta lên. Suýt chút nữa anh đã bị đối phương lấy mạng. Trông thấy bộ dạng thê thảm của đại sư Đàm, anh ta chợt cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Cô ơi, chắc chắn đại sư Đàm đã bị Dương Thanh giết chết. Cậu ta chính là ác ma, nếu chúng ta không nhanh chóng rời đi, cậu ta sẽ tìm đến nhà họ Mạnh xử tội chúng ta mất. Bây giờ đại sư Đàm chết rồi, nếu Dương Thanh giết tới nhà họ Mạnh, chúng ta không thoát nổi đâu. Cô ơi, chúng ta phải quay về Yến Đô ngay lập tức, không thì không kịp nữa. Hoàng An thực sự bị dọa sợ, điên cuồng gào thét. Anh ta là người nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã sống trong giàu sang, vốn là một cậu chủ chỉ biết ăn chơi trác táng.
Cho dù không có tư cách tranh giành quyền thừa kế nhưng chỉ với thân phận là con cháu nhà họ Hoàng đã đủ để anh ta không phải lo cơm áo cả đời. Loại người như vậy chưa từng trải qua cảm giác bị đuổi giết. Hoàng An rất rõ đại sư Đàm mạnh tới mức nào, vậy mà vẫn bị giết. Giờ đây anh ta đã sợ hãi đến mức mất khống chế. Bốp! Hoàng Mai tát anh ta thật mạnh, cả giận nói, câm miệng lại đi. Còn nói bậy nữa thì đừng trách cô. Mặc dù Hoàng Mai cũng hoảng sợ nhưng thân là người nhà họ Hoàng, lại đang ở nhà họ Mạnh, đương nhiên bà ta không thể tỏ ra e sợ. Sau khi bị tát, Hoàng An cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn không hết sợ, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây chờ chết sao? Hoàng Mai không lên tiếng, chân mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau bà ta mới đáp, nếu cậu ta thực sự muốn đánh vào nhà họ Mạnh thì sẽ không đơn giản trả lại thi thể của đại sư Đàm như vậy đâu. Thế cậu ta muốn làm gì? Nghe Hoàng Mai nói vậy, Hoàng An thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đang cảnh cáo chúng ta, Hoàng Mai nghiến răng nói. Mạnh Hồng Nghiệp cũng run lên vì sợ. Lão ta biết Hoàng Mai nói không sai, đây chính là lời cảnh cáo. Dương Thanh đưa thi thể tới nhà họ Mạnh chứng tỏ anh đã biết chuyện đại sư Đàm ám sát mình có liên quan đến nhà họ Mạnh. Nghĩ vậy, Mạnh Hồng Nghiệp hoảng sợ tột độ. Bịch! Lão ta quỳ luôn xuống dưới chân Hoàng Mai. Ông chủ Mạnh làm gì vậy? Hoàng Mai giật mình vội vàng đỡ lão ta dậy. Người cô tàn nhẫn. Mặc dù ở nhà họ Mạnh bà ta tỏ ra phách lối nhưng dù thế nào Mạnh Hồng Nghiệp cũng là bố chồng của bà ta. Để bố chồng quỳ xuống dưới chân con dâu chính là tội lớn. Xin cô hãy cứu vớt nhà họ Mạnh chúng tôi. Mạnh Hồng Nghiệp đỏ bừng hai mắt, nghẹn ngào nói, dù sao nhà họ Mạnh cũng là gia tộc của Mạnh Huy và Thiên Kiêu. Ban đầu tôi đã định giao nhà họ Mạnh cho hai bố con nó. Nào ngờ hai đứa nó lại xảy ra chuyện. Lần trước, Dương Thanh đã cảnh cáo, nếu còn tái phạm sẽ hủy diệt cả nhà họ Mạnh. Bây giờ đại sư Đàm muốn giết cậu ta, chắc chắn cậu ta sẽ không tha cho chúng tôi. Mạnh Hồng Nghiệp quỳ rạp xuống, Hoàng Mai kéo thế nào cũng không chịu đứng lên. Lão già chết tiệt, ông muốn chết cũng đừng kéo chúng tôi vào. Hoàng An sợ Hoàng Mai sẽ đồng ý, vội vàng ngăn cản, cô ơi, ông ta giả vờ đấy. Cô đừng mắc mưu của ông ta, Dương Thanh giết được cả đại sư Đàm, huống gì là chúng ta. Hoàng Mai không nói gì, trong đầu nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhớ lại khi bà ta hẹn hò với Mạnh Thiên Kiêu, từng kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người. Nhưng sau đó, nhà họ Hoàng muốn liên hôn với gia tộc khác nên cưỡng chế tách họ ra. Để bảo vệ Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy, Hoàng Mai chỉ có thể giấu giếm quá khứ. Suốt 30 năm qua, từng giây từng phút bà ta đều nhớ thương con trai nhưng lại không dám tới gặp một lần. Bởi vì một khi chuyện bà ta có con riêng bị bại lộ, cả nhà họ Hoàng và gia tộc bên chồng của bà ta đều sẽ không thể tha thứ. Bây giờ, Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy đều đã chết. Bà ta mạo hiểm chạy tới tỉnh Lỵ vì muốn báo thù rửa hận cho họ. Nào ngờ ngay cả vệ sĩ mạnh nhất của mình cũng bị giết. Đời này bà ta có lỗi với Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy. Nếu không làm gì cho bọn họ thì sau khi chết, bà ta không còn mặt mũi nào gặp họ nữa. Nghĩ vậy, bà ta càng thêm kiên định. Được rồi, tôi hứa với ông, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ nhà họ Mạnh, cũng sẽ giết bằng được Dương Thanh. Hoàng Mai gằn giọng nói từng chữ. Nghe vậy, Mạnh Hồng Nghiệp mừng rỡ òa khóc cảm ơn cô Hoàng. Thật lòng cảm ơn cô đừng làm việc theo cảm tính. Đối phương có thể giết chết đại sư Đàm. Sao cô có thể bảo vệ nhà họ Mạnh? Sao cô giết được cậu ta? Hoàng An vội nói. Câm miệng. Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cháu dám để lộ chuyện này ra ngoài, cô sẽ không bỏ qua đâu. Hoàng An bị dọa run lẩy bẩy. Anh ta biết người cô này của mình cực kỳ tàn nhẫn, vội vàng ngậm chặt miệng, nhưng lại âm thầm nghĩ cách trốn khỏi tỉnh Lỵ trước. Hiện giờ anh ta không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, chỉ mong có thể lập tức trở về Yến Đô. Chỉ khi trở lại nhà họ Hoàng, anh ta mới có thể yên tâm. Hoàng Mai đã nhìn ra sự biến hóa trên mặt anh ta. Bà ta đột nhiên hỏi, xử lý chuyện của cháu đến đâu rồi? Hoàng An lập tức trở nên dữ tợn, cắn răng nói, con ả khốn kiếp kia dám yêu đương thằng đàn ông khác. Đúng là không sợ chết, dám cắm sừng người nhà họ Hoàng chúng ta. Hai mắt Hoàng Mai sáng rực, giận dữ quát, nhà họ Ngải nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thích đáng. Cô phải làm chủ giúp cháu đấy, Hoàng An nói. Yên tâm đi, cháu là đứa cháu trai cô yêu thương nhất,
cô coi cháu như con ruột, sao có thể mặc kệ được, Hoàng Mai mỉm cười hiền từ. Ở nhà họ Hoàng, Hoàng An chỉ con cái của nhánh phụ, còn Hoàng Mai dù không có cơ hội tranh quyền thừa kế nhưng vẫn là con gái của chủ gia tộc. Với thân phận này, địa vị của bà ta trong gia tộc vẫn cao hơn Hoàng An rất nhiều. Hoàng Mai đã nói như vậy, chắc chắn nhà họ Ngải sẽ phải trả giá đắt. Bắt nhà họ Ngải đền bù một chút là được rồi, cô đừng làm khó Ngải Lâm, cháu vẫn còn muốn cưới cô ấy, Hoàng An chợt ngượng ngùng nói. Nhớ tới dáng người bốc lửa và gương mặt xinh đẹp của Ngải Lâm, dục vọng trong người anh ta lại trỗi dậy. Cháu cứ yên tâm, cô biết phải làm thế nào. Hoàng Mai híp mắt nói, đáy mắt hiện lên sát khí mãnh liệt. Cảm ơn cô ạ, Hoàng An vội đáp. Nhưng anh ta vừa dứt lời, trong tay Hoàng Mai chợt xuất hiện một khẩu súng ngắn cầm tay. Đoàng! Tiếng súng nổ vang dội, Hoàng An chưa kịp phản ứng lại đã bị bắn thủng trán, gương mặt cứng đờ ngã lăn ra đất. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hồng Nghiệp sợ ngây người, run rẩy lên tiếng, cô Hoàng làm vậy là sao? Trên mặt Hoàng Mai lộ ra vẻ đau lòng nhưng rất nhanh sau đó, bà ta kiên định nói, chỉ khi Hoàng An mất mạng, nhà họ Hoàng mới phái ra cao thủ mạnh hơn. Lần này chắc chắn Dương Thanh sẽ phải chết, trái tim của Mạnh Hồng Nghiệp cũng run lên. Lão ta không ngờ người đàn bà này tàn nhẫn tới vậy, đến cả cháu trai cũng giết được. Hoàng An bị Dương Thanh giết. Hiểu chưa, Hoàng Mai híp mắt nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Lão ta giật mình thon thót, vội gật đầu đáp, cậu An phát hiện vợ chưa cưới của mình bị người ta cướp mất nên dẫn đại sư Đàm đi báo thù, kết quả cả hai đều chết thảm. Người từ Yến Đô tới. Dương Thanh cũng không biết Hoàng Mai đang tính kế mình. Nhưng cho dù có biết anh cũng chẳng quan tâm, ai tới giết kẻ đó, đối phương là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô thì đã sao? Hiện giờ anh đã trở về dinh thự Vân Phong. Chồng. Dương Thanh vừa về tới nhà Tần Thanh Tâm đã ôm chầm lấy anh, mùi hương dịu nhẹ trên người cô thoảng bay nơi chóp mũi. Dương Thanh sững sờ một lát rồi dịu dàng mỉm cười ôm chặt cô vào lòng, anh không sao. Lúc anh bảo cô về trước, Tần Thanh Tâm đã cảm thấy có vấn đề, nhưng cũng hiểu mình ở lại sẽ chỉ làm anh vướng tay vướng chân. Cô nghe lời về dinh thự Vân Phong chờ đợi, dù chỉ trong một tiếng ngắn ngủi nhưng cô vẫn rất lo cho anh. Bây giờ trông thấy Dương Thanh bình an trở về, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bố ơi, con cũng muốn ôm. Đúng lúc này, tiếng trẻ con non nớt vang lên. Tiêu Tiêu giang tay chạy tới cười khanh khách nhìn anh. Tần Thanh Tâm giật mình, vội vàng buông Dương Thanh ra. Dương Thanh mỉm cười ngồi xổm xuống bế Tiêu Tiêu lên, thơm chụt một cái vào má cô bé. Mấy ngày này Tiêu Tiêu rất ngoan. Ngày mai bố mẹ sẽ đưa Tiêu Tiêu tới khu vui chơi làm phần thưởng. Yeah. Tiêu Tiêu kích động hoan hô, thơm lại vào má Dương Thanh, vui vẻ nói, con muốn đi Disneyland, muốn xem Mickey và công chúa Bạch Tuyết. Dương Thanh khẽ cười nói, được, Tiêu Tiêu muốn xem cái gì, bố mẹ sẽ đưa con đi xem cái đó. Đây không phải là Dương Thanh nổi hứng nhất thời, mà là vì trong lúc Tần Đại Dũng hôn mê, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm không thể bầu bạn với cô bé. Dương Thanh cũng tự hứa với Tiêu Tiêu, chờ Tần Đại Dũng ra viện sẽ đưa cô bé đi khu vui chơi. Ngày mai là cuối tuần, Tần Thanh Tâm được nghỉ ngơi, Tiêu Tiêu cũng nghỉ học. Rạng sáng ngày hôm sau, Dương Thanh đã rời khỏi dinh thự Vân Phong lái xe tới sân bay quốc tế Giang Hải. Ngải Lâm bay chuyến đầu tiên trong ngày. Lần này cô ấy tới Giang Hải là vì Tần Đại Dũng, còn tự cầm dao mổ phẫu thuật thay thận cho mẹ của Hạ Hà. Về tình về lý, Dương Thanh đều phải tới tiễn cô ấy. Anh Thanh. Dương Thanh vừa đi vào phòng chờ đã nghe thấy giọng nói của Mã Siêu. Hiện giờ, Mã Siêu đang ở cạnh Ngải Lâm. Ngải Lâm vẫn mặc chiếc váy dài kiểu Bohemia như lúc mới tới. Nhưng hôm nay cô ấy còn khoác một chiếc áo len mỏng. Buổi sáng đầu thu, thời tiết hơi se lạnh. Còn Mã Siêu vẫn mặc quần áo màu xanh sẫm, mặc áo sơ mi ngắn tay ôm lấy cơ bắp toàn thân. Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác gì người đẹp và quái vật. Nhưng rõ ràng giữa hai người họ vẫn còn một khoảng cách nho nhỏ. Dương Thanh hiểu. Muốn gán ghép Ngải Lâm và Mã Siêu trong mấy ngày ngắn ngủi là điều không thể. Nhưng anh vẫn nhìn ra được sự lưu luyến trong ánh mắt của Mã Siêu. Thanh Tâm phải ở nhà với Tiêu Tiêu nên không tới tiễn chị được. Cô ấy bảo em chuyển lời cho chị, cảm ơn chị đã cứu mạng bố cô ấy sẽ không quên chị đâu. Dương Thanh nhìn Ngải Lâm cười nói. Ngải Lâm thờ ơ xua tay, đây là việc chị nên làm.
nếu rảnh rỗi nhớ dẫn Thanh Tâm tới Yến Đô thăm chị. Được, Dương Thanh sảng khoái đáp. Đúng lúc này, loa thông báo chuyến bay từ Giang Hải đến Yến Đô chuẩn bị soát vé. Ngải Lâm nở nụ cười xinh đẹp, đi tới trước mặt Dương Thanh giang hai tay ra. Dương Thanh cười khổ một tiếng rồi ôm cô ấy. Sau đó Ngải Lâm lại đi tới chỗ Mã Siêu, giang tay ra, ê nhóc, chị phải đi rồi. Có cơ hội đến Yến Đô nhớ tìm chị đấy. Mã Siêu ôm cô ấy một cái, vẻ mặt đau lòng. Nếu chị không muốn gả vào nhà họ Hoàng, em và Mã Siêu có thể vì chị tới đó một chuyến. Ngải Lâm đi được vài bước, Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Dường như cô ấy đã đoán được anh sẽ nói như vậy, không hề ngạc nhiên cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vài cái, nếu cần chị sẽ nói cho các cậu biết. Chị đi đây, Dương Thanh nhìn theo bóng lưng Ngải Lâm đến khi khuất hẳn mới quay sang nói với Mã Siêu, đừng nhìn nữa, chị ấy đi rồi. Mã Siêu lưu luyến rời tầm mắt, vẻ mặt ảm đạm rời đi với anh. Trên đường đi, hai người không nói lời nào. Suốt cả quãng đường Mã Siêu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Dương Thanh có thể hiểu được cảm xúc của anh ta. Yêu thầm Ngải Lâm nhiều năm như vậy, lần này tạm biệt đến khi gặp lại có lẽ cô ấy đã trở thành vợ người ta. Tôi đã nói với cậu rồi, thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi. Lúc nào cậu cũng nghĩ mình không xứng với chị ấy. Đến khi chị ấy sắp lập gia đình thì cậu lại khó chịu. Lúc trước nếu cậu không nhất quyết đòi rời khỏi biên giới phía Bắc với tôi, dù không thể leo lên vị trí cao nhất thì ít nhất cũng trở thành thần tướng. Chẳng lẽ nhà họ Ngải lại xem thường một vị thần tướng của biên giới phía Bắc sao? Dương Thanh tiếc nuối nói. Quả thực Mã Siêu đang cực kỳ khó chịu trong lòng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, chị Lâm cũng không thích em. Em không muốn ép buộc chị ấy. Dương Thanh cạn lời, cậu đúng là đồ con lợn. Tôi không biết Ngải Lâm có thích cậu hay không nhưng tôi dám chắc chị ấy có thiện cảm với cậu. Thật sao? Mã Siêu đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc hỏi. Dương Thanh gật đầu đáp, người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê. Vì cậu là người trong cuộc nên không thể thấy rõ. Tôi là người từng trải nên mới khuyên cậu một câu, nếu đã thích thì đừng từ bỏ. Cho dù không thành công nhưng ít nhất bản thân cũng đã nỗ lực hết mình, đúng không? Cậu nghĩ đi, nếu có một ngày Ngải Lâm mặc áo cưới tay trong tay với người khác, mọi người đều chúc phúc. Còn cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cậu chịu nổi không? Thậm chí chị ấy sẽ phải kết hôn sinh con với người mình không thích, bị nhà chồng coi thường, sỉ nhục, cậu muốn vậy sao? Lời nói của Dương Thanh như từng quả bom dội thẳng vào lòng Mã Siêu. Nếu người đàn ông kia dám phụ bạc chị ấy, em nhất định sẽ không bỏ qua, Mã Siêu nổi giận trợn trừng mắt quát. Không bỏ qua. Dương Thanh cười lạnh nói, người ta là chồng của chị Lâm, cậu có tư cách gì không bỏ qua cho người ta. Mã Siêu lập tức nghẹn họng không biết phải nói gì. Anh ta đau khổ ôm đầu, anh Thanh, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu cậu thực sự muốn từ bỏ chị Lâm, cả đời này cậu sẽ phải sống trong hối hận. Anh còn nói tiếp, bởi vì cậu không chỉ từ bỏ hạnh phúc của chính mình mà còn cả hạnh phúc của chị Lâm. Sau đó, Dương Thanh không nói thêm gì nữa. Cái gì nên nói anh đều nói rồi, làm thế nào là chuyện của Mã Siêu, anh không có quyền can thiệp. Chỗ Lạc Bân gặp phải một chút phiền phức, tôi định cho cậu qua đó. Trước khi xuống xe, Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Mã Siêu kinh ngạc hỏi, anh muốn cho em tới Yến Đô sao? Dương Thanh khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, tôi đã xem thường sự khống chế của gia tộc Vũ Văn đối với tập đoàn Nhạn Thanh. Một mình tiền bưu không thể giúp Lạc Bân được bao nhiêu. Anh đang suy nghĩ nên phái ai tới Yến Đô trợ giúp Lạc Bân. Bây giờ anh đã biết, cho Mã Siêu đi là thích hợp nhất. Ngải Lâm trở về Yến Đô rồi. Nếu cho Mã Siêu đi, anh ta không chỉ giúp đỡ Lạc Bân mà còn có thể rút ngắn khoảng cách với Ngải Lâm. Anh Thanh, nếu anh làm vậy vì em. Mã Siêu chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Thanh nói chen vào, chắc hẳn cậu phải biết rõ tập đoàn Nhạn Thanh có ý nghĩa quan trọng như thế nào với tôi. Lạc Bân rất giỏi trong việc kinh doanh. Chỉ khi sự an toàn của ông ấy được bảo đảm, tôi mới có thể đẩy nhanh tiến độ đoạt lại toàn quyền khống chế tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Mã Siêu không còn lo nghĩ gì nữa, lập tức đứng thẳng người, được. Em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó ở tỉnh Lỵ. Một chiếc máy bay Boeing 747 đang dần hạ cánh xuống sân bay quốc tế. Một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, sau lưng ông ta là hai vệ sĩ vạm vỡ.
anh họ, cuối cùng anh cũng tới rồi. Ông ta vừa ra khỏi sân bay, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu đen vội vàng chạy tới, dưng dưng nói, tại em không bảo vệ thằng An thật tốt, anh hãy trách phạt em đi. Một mũi tên trúng hai con chim. Khi thấy hai người đứng phía sau người trung niên kia, trái tim Hoàng Mai không khỏi run rẩy. Bà ta biết, chỉ cần báo tin Hoàng An đã chết cho nhà họ Hoàng, chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ cử cao thủ tới đây. Nhưng bà ta không ngờ Hoàng Trung lại đích thân đến đây, hơn nữa hai người sau lưng ông ta chính là cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng. Hoàng Trung chính là bố Hoàng An. Cậu Trung. Mạnh Hồng Nghiệp đứng cạnh Hoàng Mai, run rẩy nói. Trước khi lên máy bay, Hoàng Mai đã nói cho Mạnh Hồng Nghiệp biết thân phận và địa vị của Hoàng Trung. Nhà họ Hoàng có tổng cộng 3 nhánh, nhưng không thể khinh thường thực lực của bất cứ nhánh nào. Tuy bố Hoàng Mai là chủ gia tộc họ Hoàng đương nhiệm, nhưng bố Hoàng Trung lại là anh ruột của chủ gia tộc họ Hoàng. Hoàng Trung là người có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong nhánh của ông ta, thậm chí có thể sau này ông ta sẽ thừa kế chức chủ gia tộc. Ánh mắt Hoàng Trung như lưỡi dao sắc bén, ngó lơ Mạnh Hồng Nghiệp. Chỉ nhìn chằm chằm vào Hoàng Mai, rốt cuộc thằng An con trai anh đã chết thế nào? Tối qua, sau khi tự tay giết Hoàng An, Hoàng Mai đã báo tin cho Hoàng Trung luôn, nhưng không thể nói chi tiết qua điện thoại. Hoàng Mai hiểu rất rõ những thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát của anh họ mình, không dám chần chừ nữa, bèn nói ngay, Hoàng An bị một thanh niên tên Dương Thanh giết. Theo những tin tức mà em đang nắm giữ, Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn. 18 năm trước. Nó và mẹ nó đã bị đuổi khỏi gia tộc. Từ đó, nó luôn sống ở Giang Hải, những gì mà nó đã trải qua đều để lại dấu vết. Nhưng 5 năm trước, nó bỗng dưng biến mất, đến tầm nửa năm trước mới quay về, hơn nữa còn có thực lực rất mạnh. Nhưng điều kỳ lạ là trong suốt 5 năm nó biến mất, không hề có dấu vết gì về việc nó đã đi đâu hay gặp phải chuyện gì. Hoàng Mai nói hết những gì mà mình biết cho Hoàng Trung. Người của gia tộc Vũ Văn à? Hoàng Trung hừ lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không cần biết nó là ai, cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì sao chứ? Dám giết con trai của Hoàng Trung này, anh sẽ khiến nó sống không bằng chết. Giọng ông ta vô cùng lạnh lẽo, ông ta vừa dứt lời, dường như nhiệt độ xung quanh cũng giảm hẳn đi, ngay cả Hoàng Mai cũng phải rùng mình. Mạnh Hồng Nghiệp rất sợ hãi, vô thức lùi về sau mấy bước. Lão ta có cảm giác. Nếu Hoàng Trung biết sự thật về cái chết của Hoàng An, cả nhà họ Mạnh sẽ bị chôn cùng. Nhưng lúc này lão ta đã về phe Hoàng Mai, đương nhiên không dám nói lung tung. Anh họ, bây giờ chúng ta sẽ đến Giang Hải tìm thằng nhãi kia để báo thù cho thằng An à, Hoàng Mai chợt hỏi. Hoàng Trung lắc đầu, hỏi lại, em nói, ngay cả Đàm Kiện cũng bị thằng nhãi đó giết à. Đàm Kiện chính là Đại sư Đàm, lúc này, Hoàng Mai nói với vẻ đau lòng, anh họ. Thằng đó đúng là rất kỳ lạ, ngay cả Đại sư Đàm cũng chết thảm dưới tay nó. Cậu Trung, tôi cũng cần báo cáo chuyện này với cậu, đúng là thằng đó không đơn giản, chẳng những cậu ta có thân thủ cao siêu mà còn được cao thủ lặng lẽ bảo vệ. Ngoài ra, mấy gia tộc quyền thế bậc nhất đều sẵn lòng khai chiến với nhà họ Mạnh chúng tôi vì cậu ta. Mạnh Hồng Nghiệp vội nhân cơ hội này để nói hết những gì mình biết cho Hoàng Trung nghe. Mắt lão ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí... Ngay cả đứa con trai và cháu trai mà tôi coi trọng nhất cũng chết dưới tay cậu ta. Lúc này Hoàng Trung mới nhìn Mạnh Hồng Nghiệp. Hoàng Mai vội giới thiệu, đúng rồi, anh họ, đây là chủ gia tộc họ Mạnh một trong 3 nhà quyền thế nhất ở tỉnh Giang Bình, Mạnh Hồng Nghiệp. Cậu Trung cứ gọi tôi là Lão Mạnh ạ, Mạnh Hồng Nghiệp vội nói. Hoàng Trung gật nhẹ đầu rồi nói, bên cạnh việc báo thù rửa hận cho thằng An, lần này tôi đến tỉnh Lỵ còn vì chuyện quan trọng khác. Nếu cần đến nhà họ Mạnh chúng tôi thì cậu Trung cứ nói, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu, Mạnh Hồng Nghiệp nói. Hoàng Mai cũng nhìn Hoàng Trung với vẻ ngờ vực, chắc chắn chuyện quan trọng mà ông ta nhắc đến là nhiệm vụ do gia tộc giao cho. Tôi muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng. Hoàng Trung đứng chắp tay sau lưng, giọng điệu vô cùng bá đạo. Câu nói này của ông ta như đá tảng rơi xuống biển, khiến từng đợt sóng lớn trào lên. Mạnh Hồng Nghiệp ngơ ngác, muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng. Tức là muốn tất cả các gia tộc quyền thế bậc nhất ở nơi này phục tùng nhà họ Hoàng ư. Tim lão ta đập thình thịch, hơi kích động. Tối qua Hoàng Mai đã nói về quyền lực và địa vị của Hoàng Trung ở nhà họ Hoàng cho lão ta biết. Nếu Hoàng Trung đã nói muốn tỉnh Giang Bình theo họ Hoàng,
chắc nhà họ Hoàng sẽ không đích thân đến đây để quản lý mà chỉ cử thế lực đại diện làm điều đó thôi. Ở tỉnh Giang Bình, chỉ ba gia tộc mạnh nhất mới có tư cách nhận trọng trách này, bao gồm nhà họ Hàn, nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh. Nếu bây giờ lão ta giành được sự tin tưởng từ nhà họ Hoàng, nhà họ Mạnh sẽ có hy vọng rất lớn trong việc trở thành người đại diện của nhà họ Hoàng còn gì nữa. Hoàng Mai cũng thầm kinh ngạc, tuy tám nhà quyền thế ở Yến Đô rất mạnh, nhưng nếu muốn gộp các gia tộc đứng đầu một tỉnh lại thì khó lắm. Nếu Hoàng Trung làm được chuyện này thì sẽ mang lại ý nghĩa lớn lao cho nhà họ Hoàng. Có lẽ đây chính là cơ hội để Hoàng Trung trở thành người thừa kế chức chủ gia tộc đời tiếp theo. Cậu Trung, thật ra tôi có một cách, có lẽ sẽ giúp cậu đồng thời hoàn thành hai chuyện này. Mạnh Hồng Nghiệp bỗng cười híp mắt. Hoàng Trung bình tĩnh nhìn Mạnh Hồng Nghiệp, thản nhiên nói, nếu Mai đã định giới thiệu ông với tôi thì chắc cũng nói cho ông biết tôi là người thế nào rồi. Mạnh Hồng Nghiệp thoáng run rẩy, đúng là Hoàng Mai đã nói với lão ta, Hoàng Trung vô cùng độc đoán, làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, ghét nhất là quanh co lòng vòng. Lão ta không dám nhử nữa, vội nói ngay, cậu Trung. Bây giờ tỉnh Giang Bình do nhà họ Hàn, nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh quản lý. Trong bốn gia tộc lớn đã theo Dương Thanh đến chèn ép nhà họ Mạnh chúng tôi, có nhà họ Hàn. Ngoài ra còn có nhà họ Trần ở Châu Thành, nhà họ Quan ở Giang Hải và tòa thành Vương Giả. Nếu nhà họ Hàn tập hợp mấy gia tộc này về một phe thì sẽ thật sự trở thành thế lực mạnh nhất tỉnh Giang Bình. Cậu Trung chỉ cần ra tay với nhà họ Hàn, với quan hệ giữa Dương Thanh và nhà họ Hàn. Chắc chắn cậu ta sẽ đích thân ra mặt. Khi ấy cậu cứ thẳng tay giết Dương Thanh rồi nhân đó san bằng nhà họ Hàn là được. Nhà họ Mạnh chúng tôi sẽ dốc sức ủng hộ cậu Trung, chỉ còn mình nhà họ Ninh thì không nhằm nhò gì cả, nếu muốn nắm giữ cả tỉnh Giang Bình thì dễ như trở bàn tay. Mạnh Hồng Nghiệp nhe răng cười, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Trước đó lão ta từ bỏ chuyện báo thù vì kiêng dè nhà họ Hàn, nhưng hôm nay nhà họ Hoàng ở Yến Đô đã ra mặt. Sao phải sợ nhà họ Hàn chứ? Dương Thanh chết là cái chắc. Hoàng Trung nghe thấy thế thì gật nhẹ đầu, được, vậy cứ làm theo lời ông nói, ra tay với nhà họ Hàn đầu tiên. Nét mặt ông ta vô cùng bình tĩnh, có vẻ việc nắm giữ tỉnh Giang Bình mới là chuyện lớn hàng đầu, còn báo thù cho con trai ông ta chỉ là tiện thể mà thôi. Lời mời của nhà họ Mạnh. Mạnh Hồng Nghiệp thầm mừng rỡ, lão ta cũng chỉ thử xem sao, không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy. Hoàng Trung đã đồng ý dùng cách của lão ta, tức là chuyện nhà họ Mạnh quản lý các gia tộc ở tỉnh Giang Bình thay nhà họ Hoàng đã gần như chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu Trung, cảm ơn cậu Trung. Mạnh Hồng Nghiệp vội cảm ơn. Trông Hoàng Trung chỉ hơn 50 tuổi, nhưng người đã quá 70 như Mạnh Hồng Nghiệp lại phải cung kính hết mực. Dáng vẻ cúi đầu khom lưng của lão ta đúng là hơi buồn cười. Lúc này, Dương Thanh đã về đến dinh thự Vân Phong. Hôm qua anh đã đồng ý với Tiêu Tiêu rằng hôm nay sẽ dẫn cô bé đến Disneyland, đương nhiên không thể nuốt lời rồi. Vì Ngải Lâm bay rất sớm nên khi Dương Thanh tiễn cô ấy xong rồi về nhà, hai mẹ con cũng vừa dậy. Tần Thanh Tâm mặc đồ ngủ màu hồng phấn, đang chải tóc cho Tiêu Tiêu. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa oải hương thơm ngát, Dương Thanh hơi nhếch môi, nở nụ cười hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống mà anh mong muốn, có căn nhà rộng rãi. Có những niềm hạnh phúc giản đơn. Anh đang nghĩ gì thế? Thấy Dương Thanh đứng ngây ra đó, còn cười ngô nghê, Tần Thanh Tâm hơi buồn cười, bèn hỏi. Anh đang nghĩ, khi nào thì sinh em trai cho Tiêu Tiêu đây? Dương Thanh nói, trai gái đủ đầy, gia đình êm ấm, thế mới xem như bước lên đỉnh cao cuộc đời. Con muốn có em trai, con muốn có em trai. Tiêu Tiêu bỗng kích động kêu lên, quay đầu nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mong chờ. Ngồi yên nào, tóc con vẫn chưa tết xong đâu. Tần Thanh Tâm quát khẽ rồi trừng mắt nhìn Dương Thanh, tức giận nói, con gái hơn 4 tuổi rồi mà vẫn chưa đứng đắn được. Dương Thanh cười hề hề, bước đến trước mặt Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cũng muốn có em trai để chơi cùng nhỉ. Tiêu Tiêu muốn có em trai, thật nhiều em trai. Mỗi khi nhắc đến em trai, Tiêu Tiêu luôn rất kích động. Cô bé nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mong đợi, nài nỉ, mẹ sinh em trai cho con được không? Cô bé đang định quay đầu lại thì bị Tần Thanh Tâm quát, nếu con còn ngọ nguậy nữa thì mẹ sẽ bảo bố tết tóc cho con đấy. Nghe thấy thế, Tiêu Tiêu ấm ức ngậm miệng, không dám đòi có em trai nữa. Cô bé có vẻ hơi lo lắng, còn rụt rè nhìn Dương Thanh. Dương Thanh cười khổ. Trước đó, khi tết tóc cho Tiêu Tiêu,
Dương Thanh đã làm đau cô bé, khiến cô bé khóc rất lâu. Từ đó trở đi, Tiêu Tiêu không cho Dương Thanh động vào tóc mình nữa. Hai mẹ con mất một tiếng để mặc quần áo, rồi mất thêm tiếng nữa để ăn diện tỉ mẩn. Đến khi họ ra ngoài thì đã gần hết buổi sáng rồi. Dương Thanh cũng không sốt ruột, vô cùng tận hưởng khoảng thời gian này. Họ chơi ở Disneyland cả ngày rồi ăn tối bên ngoài luôn, đến khi về nhà thì trời đã tối hẳn. Bố ơi, mai mình lại đến sở thú được không ạ? Tiêu Tiêu vẫn chưa chơi đã nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kích động nói. Dương Thanh đang định đồng ý thì nghe thấy Tần Thanh Tâm nói, không được. Mai còn phải đi học tiếng Anh, mẹ. Tiêu Tiêu vừa nghe đến lớp tiếng Anh thì ỉu xìu ngay. Tần Thanh Tâm nói với vẻ nghiêm nghị, hôm nay con đã nghỉ lớp múa rồi, mai con phải đi học tiếng Anh cho mẹ. Bố ơi, Tiêu Tiêu không muốn học tiếng Anh đâu. Tiêu Tiêu rất thông minh, biết mẹ sẽ không đồng ý nên lập tức cầu cứu Dương Thanh. Dương Thanh mỉm cười, Tiêu Tiêu là bé ngoan, phải nghe lời mẹ chứ. Dương Thanh cũng rất xót Tiêu Tiêu, còn bé như thế mà đã phải tham gia cả lớp múa lẫn lớp tiếng Anh rồi. Nhưng anh cũng hiểu khi mẹ dạy con, cho dù bố không đồng ý thì cũng không thể nói ngay trước mặt con được. Nếu bạn phản bác vợ ngay trước mặt con, đứa trẻ sẽ nghĩ nó đang được ủng hộ chứ không thấy lỗi sai của mình, từ đó càng thêm hư đốn. Người mẹ cũng sẽ mất uy tín của mình trong lòng con trẻ. Hích! Tiêu Tiêu bĩu môi, trông rất không vui, rõ ràng đang tức giận với Dương Thanh. Tiêu Tiêu, con là bé ngoan lễ phép cơ mà, không được quấy như thế. Bằng không người khác sẽ không thích con đâu. Giọng điệu của Tần Thanh Tâm dịu dàng hơn rất nhiều, cô nắm lấy tay Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói, khi nào con được nghỉ, bố mẹ nhất định sẽ dẫn con đi chơi, được không nào? Tiêu Tiêu cũng không phải bé hư, sau khi được Tần Thanh Tâm an ủi mấy câu, cô bé lập tức nhận ra lỗi sai của mình. Tiêu Tiêu xin lỗi bố mẹ ạ, Tiêu Tiêu biết sai rồi. Ngày mai Tiêu Tiêu sẽ đi học tiếng Anh. Mẹ đã bảo Tiêu Tiêu là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời nhất mà. Tần Thanh Tâm nói rồi hôn chụt lên khuôn mặt hồng hào mũm mĩm của Tiêu Tiêu một cái. Trong lúc trò chuyện, gia đình họ đã về đến nhà. Tần Y đã nấu bữa tối xong, đang chờ nhà Dương Thanh về. Tiêu Tiêu ngồi cạnh Tần Đại Dũng, hớn hở kể về những gì mà cô bé đã thấy ở Disneyland. Thỉnh thoảng tiếng cười vui vẻ lại vang lên trong phòng. Tiêu Tiêu như cây hài của cả nhà. Khiến bầu không khí sôi động hẳn lên. Trước đó, chuyện của Châu Ngọc Thúy đã khiến người trong nhà tổn thương sâu sắc, nhất là lúc bà ta tiết lộ thân phận của Tần Thanh Tâm trước khi bị bắt. Mấy ngày qua, Tần Thanh Tâm cứ vùi đầu vào công việc, muốn che giấu nỗi buồn trong lòng mình. Chuyến đi chơi hôm nay đã giúp tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi ăn tối xong, Tần Thanh Tâm và Tần Y vào bếp rửa bát, Tiêu Tiêu ngồi xem phim hoạt hình trong lòng Dương Thanh. Tần Đại Dũng cũng ngồi cạnh, trò chuyện với Dương Thanh, câu được câu mất. Đúng rồi, hôm nay có người đến gửi thư mời cho con đấy. Tần Đại Dũng chỉ vào thư mời đẹp đẽ trên bàn trà, mở miệng nói. Nghe thấy thế, Dương Thanh hơi nhíu mày. Dinh thự Vân Phong là lãnh địa tư nhân của anh, trừ người nhà anh ra, không ai được phép bước vào. Đối phương có thể đưa thư mời đến nơi này, rõ ràng đã tránh né bảo vệ ở lối vào. Dương Thanh cầm thư mời lên đọc, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, nhà họ Mạnh ư. Đây là thư mời do nhà họ Mạnh gửi, nói là hai ngày sau sẽ tổ chức một buổi giao lưu ở tỉnh Lỵ. Dương Thanh, có vấn đề gì à? Tần Đại Dũng ngờ vực hỏi. Dương Thanh mỉm cười lắc đầu, ngày kia có một buổi giao lưu thương mại ở tỉnh Lỵ, các gia tộc và những doanh nghiệp đứng đầu ở thành phố Giang Bình đều sẽ tham gia. Tần Đại Dũng nghe thấy thế thì mỉm cười, với địa vị của con bây giờ. Đúng là con có tư cách tham dự buổi giao lưu đó. Ồ, nghe ý bố thì bố biết buổi giao lưu này ạ, Dương Thanh hỏi. Tần Đại Dũng gật đầu, đây là buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp và gia tộc quyền thế bậc nhất tỉnh Giang Bình, được tổ chức 3 năm một lần, lần nào cũng do một gia tộc đứng đầu chủ trì. Nói trắng ra, đây chính là lúc để các ông lớn tỉnh Giang Bình ngồi với nhau, phô bày thực lực. Họ cũng phân chia lợi ích theo thực lực tổng hợp của các phe phái luôn. Mỗi khi buổi giao lưu thương mại ở tỉnh Giang Bình được tổ chức, luôn có những thế lực vùng lên và biến mất. Cũng có thể nói đây là cuộc cải tổ các thế lực ở tỉnh Giang Bình. Tần Đại Dũng nói hết những gì mà mình biết cho Dương Thanh nghe. Nghe thấy thế, Dương Thanh nhíu mày,
người ưu tú nhất của đời thứ hai và đời thứ ba nhà họ Mạnh đều đã chết vì anh. Trong tình huống như thế, không ngờ nhà họ Mạnh lại gửi thư mời cho anh. Vợ ghen. Ngay khi Dương Thanh còn đang phỏng đoán ý đồ của nhà họ Mạnh, chuông điện thoại di động của anh đột ngột vang lên, Ngải Lâm gọi tới. Cậu Thanh, Hoàng An chết rồi. Dương Thanh vừa nhận cuộc gọi, giọng nói có phần sốt sắng của Ngải Lâm đã vang lên bên tai, có tin là, Hoàng Trung, bố Hoàng An đã đến nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Nghe vậy, Dương Thanh nhíu mày thật chặt. Chiều hôm qua anh vừa mới gặp Hoàng An. Nếu không phải Tần Thanh Tâm ngăn anh lại, có lẽ Hoàng An đã chết trong tay anh rồi. Thế mà Hoàng An vẫn chết, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Được rồi, em biết rồi. Dương Thanh bình thản nói. Ngải Lâm chỉ gọi tới thông báo chuyện này, xong xuôi liền cúp điện thoại. Dĩ nhiên cô ấy không hề hoài nghi cái chết của Hoàng An có liên quan đến Dương Thanh. Ngay sau đó, chuông điện thoại của Dương Thanh lại vang lên lần nữa. Lần này là Quan Chính Sơn. Cậu Thanh, ngày mốt nhà họ Mạnh sẽ tổ chức hội giao lưu các doanh nghiệp 3 năm một lần, tôi với bọn Vương Cường, Trần Hưng Hải đều đã nhận được thư mời, còn cậu? Quan Chính Sơn lên tiếng dò hỏi. Dương Thanh đáp, đã nhận được. Tôi có cảm giác, mục đích của hội giao lưu lần này là nhằm về phía chúng ta, Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Ồ, vì sao nói thế, Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Quan Chính Sơn đáp, hội giao lưu các doanh nghiệp Giang Bình cứ 3 năm tổ chức một lần, do các gia tộc lớn ở tỉnh Giang Bình thay phiên nhau tổ chức. Vốn hội giao lưu lần này đến phiên nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tổ chức, hơn nữa, cũng chưa tới thời điểm, nhà họ Mạnh đã phát thư mời trước. Điều này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là nhà họ Phùng đã về dưới trướng gia tộc họ Mạnh, sau đó nhường quyền tổ chức hội giao lưu lần này cho nhà họ Mạnh. Mấy hôm trước chúng ta mới qua nhà họ Mạnh, cái chết của Mạnh Thiên Kiêu và Mạnh Huy tuy không phải do cậu trực tiếp gây ra nhưng cũng là có liên quan đến cậu. Theo lẽ thường, hiện nhà họ Mạnh hẳn phải đang hết sức bi thương mới đúng, nhưng hiện giờ lại bất chợt tổ chức hội giao lưu sớm hơn lịch, việc này về bản chất đã có điểm kỳ quái. Quan Chính Sơn phát biểu suy đoán của mình, thật ra ông ta còn có suy đoán lớn mật hơn nữa, chỉ có điều không có chứng cứ, ông ta không dám nói lung tung. Dương Thanh không đáp lời, anh trầm mặc một hồi rồi cười khinh thường, bất kể nhà họ Mạnh có đang chĩa mũi dùi vào tôi hay không, nếu như đây đã là một hội nghị lớn 3 năm mới có một lần, dĩ nhiên tôi sẽ không vắng mặt. Cậu Thanh, tôi cho rằng, vì lý do an toàn, cậu không nên tham dự thì hơn ạ, Quan Chính Sơn lo âu nói. Yên tâm đi, nếu chỉ một gia tộc họ Mạnh mà cũng không giải quyết được thì sao tôi có thể dẫn dắt các ông cùng mở ra một thịnh thế huy hoàng. Giọng Dương Thanh tràn đầy tự tin về bản thân, cùng với sự xem thường cực độ dành cho nhà họ Mạnh. Nghe vậy, Quan Chính Sơn không khuyên bảo thêm nữa, trong lòng cũng bất giác cảm thấy chờ mong. Ông ta bỗng nhớ lại, trong bữa tiệc mừng đại thọ 70 của mình, hơn 100 người đàn ông vác súng thật đạn thật xông vào nhà họ Quan. Bắt toàn bộ thành viên dòng chính của nhà ông ta đi. Nhưng sau đó, chỉ với một câu nói, Dương Thanh đã lấy lại tự do cho tất cả người nhà ông ta. Nghĩ tới đây, Quan Chính Sơn vội vã tỏ thái độ, nếu cậu muốn đích thân tới tham gia, tôi sẽ đi cùng cậu một lần nữa. Đợi khi chuyện này xong xuôi thì cũng là lúc tôi được hưởng thụ cảnh sum vầy bên con cháu rồi. Ha 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 ha, hôm nay, Quan Chính Sơn đã giao lại vị trí chủ gia tộc cho cháu mình là Quan Tuyết Tùng. Nhưng ông ta biết, chuyến đi tới nhà họ Mạnh lần này vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là cơ hội có thể thay đổi tương lai của nhà họ Quan, cho nên ông ta cần đích thân tới tham dự. Ngay sau đó, Trần Hưng Hải và Vương Cường cũng lần lượt gọi điện tới, nội dung đều là về hội giao lưu các doanh nghiệp Giang Bình. Khi biết Dương Thanh muốn đích thân tới nhà họ Mạnh, Trần Hưng Hải và Vương Cường đều tỏ thái độ mình sẽ theo sát bước đi của Dương Thanh. Dương Thanh, ông chủ Trần mà con vừa nói chuyện đó chính là Trần Hưng Hải của Châu Thành sao? Thấy Dương Thanh đã dừng cuộc gọi, Tần Đại Dũng mới kinh ngạc hỏi. Đúng là ông ta. Dương Thanh mỉm cười. Vừa rồi khi nghe điện thoại, anh không tránh mặt Tần Đại Dũng, cho nên Tần Đại Dũng cũng đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Thế lực trong tay Dương Thanh đang ngày càng bành trướng, nhưng số người thân cận có thể tin tưởng được cũng ngày càng thiếu. Tần Đại Dũng là bố vợ anh. Nếu ông ấy muốn giúp đỡ mình thì quả là không gì tốt hơn. Ngày đó, khi Dương Thanh bày kế, lừa Châu Ngọc Thúy và Mạnh Thiên Kiêu tới nhà họ Quan, Quan Chính Sơn và Vương Cường đích thân ra tay, Tần Đại Dũng cũng đã biết,
nhà họ Quan và tòa thành vương giả đều đã quy phục Dương Thanh rồi. Nhưng ông ấy không biết, ngay cả nhà họ Trần ở Châu Thành cũng cung kính với Dương Thanh đến thế. Từ sau khi nhà họ Trần trở thành bá chủ Châu Thành, địa vị của nhà họ Trần ở tỉnh Giang Bình đã vượt qua nhà họ Quan. Vì thế, có thể đoán được lúc này Tần Đại Dũng khiếp sợ cỡ nào. Bố, chuyện của con, bố cũng đã biết khá rõ rồi, nhưng con vẫn muốn nói với bố rằng, những điều mà bố chứng kiến hiện nay vẫn chưa phải là toàn bộ lực lượng của con đâu. Dương Thanh nói, thái độ nghiêm túc, chỉ cần con muốn, kể cả là 8 gia tộc lớn của Yến Đô cũng có thể bị tiêu diệt chỉ trong vòng một đêm. Lời nói của Dương Thanh hệt như một tiếng sấm sét nổ vang bên tai Tần Đại Dũng. Đối với ông ấy, 4 gia tộc của Giang Hải đã là rất mạnh rồi, các gia tộc quyền thế ở tỉnh Lỵ thì càng là nơi cao không thể với tới. So sánh với họ, 8 gia tộc lớn của Yến Đô quả đúng là những thế lực khổng lồ và đáng sợ. Nhưng Dương Thanh lại nói, ngay cả 8 gia tộc lớn của Yến Đô, anh cũng có năng lực diệt gọn. Dương Thanh thốt ra những lời này với thái độ cực kỳ tự tin. Hoàn toàn không phải chỉ là mạnh miệng nói bừa. Tần Đại Dũng cũng tin rằng, Dương Thanh không hề lừa gạt mình. Nếu con đã nói cho bố biết những việc này, vậy thì có gì cần bố làm, con cứ việc nói thẳng. Tần Đại Dũng chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó nội tâm đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dương Thanh mỉm cười, việc đó tính sau ạ, việc bố cần làm bây giờ là phải yên tâm điều trị cho tốt, tranh thủ thời gian dưỡng thương này. Bố có thể tìm hiểu đôi chút về tình hình của Yến Đô hiện tại. Nghe vậy, Tần Đại Dũng cả kinh trong lòng, vậy là Dương Thanh đã có ý định tới Yến Đô để phát triển sự nghiệp sao? Được, Tần Đại Dũng không chút do dự, lập tức nhận lời. Đối với ông ấy, Dương Thanh là người đã cứu ông ấy 2 lần rồi. Lần đầu tiên, ông ấy sa đà vào cờ bạc, bị món nợ ở sòng bạc ép bức đến mức suýt chút nữa tự sát. Cũng nhờ Dương Thanh bày kế, để ông ấy được trải nghiệm nỗi đau khổ của kẻ sắp mất đi tất cả, giúp ông ấy thay đổi triệt để, quyết chí làm lại cuộc đời. Lần thứ hai là lần Châu Ngọc Thúy thuê người giết ông ấy, Dương Thanh đã cứu mạng ông ấy. Có thể nói, một người từng trải qua 2 lần cận kề cái chết như ông ấy thì còn sợ gì chứ? Phản ứng của Tần Đại Dũng khiến Dương Thanh cực kỳ hài lòng. Đợi khi Lạc Bân nắm được tập đoàn Nhãn Thanh thì cũng là thời điểm để Tần Đại Dũng thể hiện tài hoa. Nhưng hiện tại còn có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm, đó chính là hội giao lưu các doanh nghiệp Giang Bình. Đối với Dương Thanh, bất kể đây có phải là một cái bẫy của nhà họ Mạnh hay không, thì đó vẫn là một cơ hội tốt. Một cơ hội để tóm gọn Giang Bình trong tay. Chuẩn bị đi ngủ, Dương Thanh lại nhận được một cuộc gọi. Anh Thanh, mai em tổ chức tiệc mừng sinh nhật 20 tuổi, anh có thể tới dự không ạ? Vừa nhận cuộc gọi, một giọng nói thánh thót vui tai đã vang lên. Giọng nói tràn đầy mong chờ. Đó là cuộc gọi của Hàn Phi Phi, con gái nhà họ Hàn ở tỉnh Lỵ. Ngày mai à? Dương Thanh liếc nhìn Tiêu Tiêu đang ngủ bên cạnh, thoáng do dự. Mai là chủ nhật, anh vốn định cùng Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu đến lớp học ngoại khóa môn tiếng Anh. Nếu anh không có thời gian thì thôi vậy. Cảm nhận được sự do dự trong giọng nói của Dương Thanh, Hàn Phi Phi nhanh nhẹn nói thêm, nhưng giọng điệu đã lộ ra chút thất vọng. Mấy giờ? Ở đâu? Dương Thanh hỏi. 5 giờ chiều mai, ở nhà em. Nghe Dương Thanh hỏi thời gian, địa điểm, Hàn Phi Phi lập tức vui vẻ trở lại. Được, vậy chiều mai tôi sẽ tới đó đúng giờ. Lần này thì Dương Thanh nhận lời rất nhanh, vì lớp ngoại khóa tiếng Anh của Tiêu Tiêu là vào buổi sáng. Sáng cùng vợ đưa con đi học, chiều tới nhà họ Hàn dự tiệc, sắp xếp như vậy cũng được. Coi như là nể mặt Hàn Khiếu Thiên. Anh cũng cần tới nhà họ Hàn chào hỏi một lần. Huống chi, anh còn cần sự giúp đỡ của Hàn Khiếu Thiên trong hội giao lưu các doanh nghiệp Giang Bình tổ chức vào ngày kia. Vừa ngắt điện thoại, quay đầu lại, Dương Thanh phát hiện Tần Thanh Tâm đang nhìn mình chằm chằm, sắc mặt không được vui. Lòng bất chợt nổi lên một dự cảm chẳng lành, Dương Thanh vội mỉm cười, chủ động khai báo, là Hàn Phi Phi, cháu gái của ông chủ Hàn, ngày mai tổ chức sinh nhật. Trước đó ông chủ nhà họ Hàn đã từng giúp anh nhiều lần, anh cũng nên tới hỏi thăm một chút. Tần Thanh Tâm vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Dương Thanh. Dương Thanh hơi lo sợ trong lòng, vội vàng nói thêm, sáng mai anh với em đưa Tiêu Tiêu đến lớp ngoại khóa, đến chiều chúng ta cùng tới nhà họ Hàn, được không? Tình cờ gặp lại người quen cũng ngủ đi. Bấy giờ, Tần Thanh Tâm mới lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nhuốm đôi phần buồn bã.
Dương Thanh lập tức luống cuống, mối quan hệ của đôi bên khó khăn lắm mới có thể có được một bước đột phá mang tính thực chất, nếu chỉ bởi lời mời của Hàn Phi Phi mà bị hủy hoại mất thì quả thực là một mất mát quá lớn. Tần Thanh Tâm quay lưng về phía Dương Thanh, trong lòng cũng thấp thỏm lo âu. Cô cùng Dương Thanh có thể đi tới ngày hôm nay quả thật chẳng dễ dàng gì, nhưng Dương Thanh càng cho cô thấy mạng lưới quan hệ lớn mạnh của anh thì nội tâm cô lại càng thêm bất an. Vợ à, em cứ yên tâm, ngày mai anh không đi nữa, chỉ ở bên em và con gái mình thôi. Dương Thanh bỗng vươn tay ôm Tần Thanh Tâm vào lòng. Tuy anh không hiểu vì sao Tần Thanh Tâm đột nhiên cư xử lạ như vậy nhưng anh biết chắc một điều. Việc này nhất định có liên quan đến chuyện anh định tham gia tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi chiều mai. Đừng anh! Dương Thanh vừa dứt lời, Tần Thanh Tâm vội vàng lên tiếng can ngăn. Cô chủ động quay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương Thanh, chồng à, em không sao, trước đây ông chủ Hàn đã từng giúp đỡ anh khi ở Châu Thành, đúng là anh nên tới chào hỏi ông ấy một tiếng. Nhưng mà... Dương Thanh còn chưa nói hết câu, Tần Thanh Tâm đã hôn lên môi anh. Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng nó lại khiến Dương Thanh sao động tâm hồn, sững sờ. Chồng! Tần Thanh Tâm nheo mắt quyến rũ, nhẹ nhàng gọi một tiếng, hôn em đi. Nói đoạn, cô nhắm mắt lại. Dương Thanh thoáng ngây ra một tích tắc, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, nhào tới cực kỳ hăng hái. Nửa giờ sau, Tần Thanh Tâm nép vào lòng Dương Thanh, trên má vẫn còn ửng hồng. Vợ, rốt cuộc em sao vậy? Sau một cuộc mây mưa, Dương Thanh càng thêm thấp thỏm. Tần Thanh Tâm lườm anh một cái, gắt gỏng nói, đã nói em không sao mà, anh còn hỏi gì chứ? Dương Thanh cười khổ, lắc đầu, vừa rồi rõ ràng cảm xúc của Tần Thanh Tâm rất khác thường. Nhưng mà không sao, giờ đã ổn hơn rồi, nếu cô không muốn nói, anh sẽ không gặng hỏi. Tần Thanh Tâm lại thầm thề rằng, nhất định phải khiến bản thân trở nên xuất sắc hơn nữa. Chỉ có như thế mới có thể theo kịp bước chân Dương Thanh. Vợ này, anh muốn bàn với em một việc, Dương Thanh bỗng nói. Chuyện gì ạ? Tần Thanh Tâm thắc mắc. Tiêu Tiêu mới 4 tuổi, đang ở vào tuổi vui vẻ nhất, không nên bắt con chịu quá nhiều áp lực. Dương Thanh nói, sắc mặt nghiêm túc, những lớp ngoại khóa của Tiêu Tiêu, trừ lớp nào con bé thực sự cảm thấy có hứng thú, còn lại thì đều hủy bỏ hết đi. Nghe anh nói vậy, Tần Thanh Tâm thoáng trầm mặc, lát sau, cô bỗng nói, em cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho con. Nhưng con nhà người ta đều như vậy cả, nếu Tiêu Tiêu không tham gia các lớp ngoại khóa thì sẽ bị bạn bè bỏ lại sau lưng. Anh thì không cho là như vậy đâu, bắt Tiêu Tiêu làm những chuyện con bé không thích thì ngoài việc tốn thời gian sau giờ học của con bé còn có thể khiến con bé mất đi hứng thú thực sự của bản thân. Từ 3 đến 6 tuổi là thời kỳ vàng, hầu như các loại năng khiếu đều bắt đầu được bộc lộ ở thời kỳ này, nếu bỏ lỡ có lẽ sẽ không thể khai quật được nữa. Anh vẫn không muốn con bé phải chịu áp lực quá lớn. Vì chuyện lớp học ngoại khóa của Tiêu Tiêu, hai vợ chồng tranh luận hồi lâu mà vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Sáng hôm sau, Dương Thanh cùng Tần Thanh Tâm đưa Tiêu Tiêu tới lớp ngoại khóa tiếng Anh, sau đó lại vội vã tới nhà họ Hàn của tỉnh Lỵ. Nên mang quà gì nhỉ? Đến tỉnh Lỵ, Dương Thanh mới nhớ ra, mình còn chưa chuẩn bị quà tặng. Còn phải chuẩn bị cả quà cho ông chủ Hàn nữa. Dương Thanh lẩm bẩm, dù sao đây cũng là lần đầu mình tới nhà họ Hàn, ông chủ Hàn cũng đối đãi hết sức chân thành với mình, bất kể thế nào, lễ nghĩa nên có đều phải có. Dứt lời, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, đúng lúc thấy bảng hiệu phố đồ cổ thế kỷ. Vào đây chọn quà vậy. Dương Thanh đậu xe vào bãi, đi vào phố đồ cổ thế kỷ. Phố đồ cổ thế kỷ là tòa nhà thương mại đồ cổ lớn nhất của cả tỉnh Lỵ, tổng cộng có 5 tầng. Càng lên cao thì cấp bậc đồ cổ càng cao hơn. Tầng 1 tầng 2 giống như một khu chợ, các loại đồ cổ đều được trưng bày tùy tiện ngay trên đường, có rất đông khách hàng đang lựa chọn, ngắm nghía. Tầng 3 tầng 4 được chia thành từng gian hàng nhỏ, vật trưng bày cũng được bày cầu kỳ cẩn thận, khách hàng cũng ít hẳn so với tầng dưới. Lên đến tầng 5, đập vào mắt là một bảng chữ vàng cực lớn có đề Thiên Phủ Thành, treo ngay chỗ cầu thang đi lên. Cái tên này mang đậm một hương vị cổ phong. Chữ phủ là chỉ nơi ở của những nhà quyền quý, chữ thiên và chữ thành mang phong thái hào phóng khí phách. Mấy chữ này đặt chung một chỗ không chỉ nghe êm tai mà còn có ý vinh hoa phú quý. Toàn bộ tầng 5 này đều thuộc về Thiên Phủ Thành, một cửa hàng có thể chiếm một khu vực lớn thế này trong phố đồ cổ thế kỷ thì quả là không tầm thường chút nào. Thiên Phủ Thành rộng rãi,
thoạt nhìn giống như một khu triển lãm đồ cổ, đủ các loại vật dụng gốm sứ tinh xảo có phong cách cổ xưa, các bức thi họa, các món đồ bằng ngọc, gần như cái gì cũng có. Mấy nhân viên bán hàng xa xa trông thấy Dương Thanh đi lên bèn đưa mắt quan sát anh một lượt từ đầu đến chân. Thấy anh mặc đồ bình thường, những nhân viên bán hàng thường hay phục vụ khách quý bèn bỏ qua anh. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách cần gì ạ? Tôi có thể giới thiệu cho quý khách. Đúng lúc này, một nhân viên bán hàng trẻ tuổi lại chủ động bước tới, mỉm cười hỏi Dương Thanh. Các nhân viên khác thấy thế đều tỏ vẻ coi thường. Thiên Phủ Thành này là cửa hàng đồ cổ tốt nhất toàn bộ tỉnh Lỵ, mỗi món đồ trong này đều có giá trị từ mấy triệu đến mấy chục triệu. Dù là loại nhà giàu mới nổi tới đây thì cũng chưa chắc có khả năng mua được, nói chi là một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc hết sức bình thường thế kia. Đại đa số người tới đây đều chỉ là nghe danh mà tới tham quan, xem thử một lần cho đã con mắt mà thôi. Tôi cần hai món đồ nhỏ, một để tặng cho một ông cụ chừng 70 tuổi. Một để làm quà sinh nhật cho một cô bé 20 tuổi, cô đề cử giúp tôi xem có món nào phù hợp. Dương Thanh nói, đưa mắt liếc nhìn bảng tên của cô nhân viên bán hàng trẻ tuổi, Vương Diễm. Thưa anh, xin hỏi tầm giá yêu cầu của anh là chừng bao nhiêu ạ? Vương Diễm lại hỏi. Cả hai đều trong khoảng 10 triệu đi. Đương nhiên, nếu có món đồ nào thích hợp, giá cao hơn chút cũng có thể chấp nhận, chỉ cần đồ tốt là được, Dương Thanh nói. Nghe thấy vậy, mấy nhân viên bán hàng đứng xa xa đều khinh bỉ ra mặt, không ai tin được Dương Thanh sẽ mua nổi một món đồ cổ trị giá chục triệu, mà đây lại còn yêu cầu hai món. Dương Thanh! Đúng lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, một cô gái mặc đồng phục nhân viên bán hàng đi tới. Quay đầu lại nhìn, Dương Thanh cảm thấy người này có vẻ khá quen mắt, nhưng không thể nhớ ra cô ta là ai. Khi anh đưa mắt nhìn đến bảng tên cô ta mới chợt nhớ ra. Cô gái này là một người bạn thời đại học. Vu Hiểu Vi, đã lâu không gặp, Dương Thanh gật đầu chào. Ánh mắt anh nhìn Vu Hiểu Vi không một gợn sóng, như là vừa mới quen biết. Tính ra cũng đã hơn 5 năm chưa gặp rồi. Khi đó Vu Hiểu Vi là hoa khôi của khoa, đời tư hỗn loạn, cứ một thời gian lại đổi bạn trai một lần. Nghe nói, lúc mới lên đại học năm nhất, cô nàng này từng được bao nuôi. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn. Sự thật ra sao, Dương Thanh cũng không rõ lắm. Đúng là cô thật, không ngờ lại gặp cô ở đây đấy. Vu Hiểu Vi vờ như kinh ngạc lắm, nhưng trong mắt lại tràn đầy châm chọc, còn anh thì sao, hiện đang làm việc ở đâu? Giỏi thật đấy, đã có thể tới Thiên Phủ Thành mua đồ rồi cơ à? Tôi tốt nghiệp 5 năm rồi mà mới chỉ lên được đến chức quản lý quèn ở Thiên Phủ Thành này, so với thủ khoa như anh hẳn là phải kém xa lắm nhỉ? Vu Hiểu Vi nói. Còn cố tình ưỡn ngực, bản năng thò tay vuốt ve bảng tên như sợ Dương Thanh không nhìn thấy hai chữ quản lý trên bảng tên của cô ta. Hoàn cảnh của Dương Thanh thế nào, Vu Hiểu Vi là bạn cùng lớp nên nắm rất rõ. Dĩ nhiên cô ta không tin, mới tốt nghiệp 5 năm ngắn ngủi, Dương Thanh đã có thể mua được món đồ cổ trị giá chục triệu đâu. Làm kinh doanh nhỏ lẻ sống qua ngày mà thôi, không so được với cô, Dương Thanh bình thản cười nói. Sao anh lại không phát hiện được sự châm chọc trong giọng điệu của Vu Hiểu Vi cơ chứ? Không mua nổi hả? Đương nhiên Dương Thanh sẽ không chấp nhặt với Vu Hiểu Vi về điều này. Dương Thanh, chắc anh chưa biết hàng hóa trong Thiên Phủ Thành này giá tối thiểu cũng phải tiền triệu nhỉ? Dương Thanh đang chuẩn bị kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này, Vu Hiểu Vi lại cười nói tiếp, ngữ điệu cực kỳ ngạo nghễ, nếu anh thật sự muốn đến đây mua đồ cổ, tôi đề nghị anh nên xuống tầng một chọn đồ thì hơn. Dưới đó, nếu anh may mắn, chưa biết chừng chỉ cần vài nghìn là kiếm được món đồ trị giá mấy chục nghìn cơ đấy. Vu Hiểu Vi nhếch môi, nở nụ cười châm chọc, nói tiếp, còn trẻ, chưa nên trèo cao trông xa, xuống tầng một cũng không mất mặt đâu. Dương Thanh nhíu mày, anh đã nể chỗ bạn học cũ nên không chấp nhặt với Vu Hiểu Vi, nhưng cô ả này hình như vẫn cố tình gây sự với mình. Mặc dù hai người là bạn học thời đại học nhưng trên thực tế, 4 năm đại học. Bọn họ chẳng trò chuyện với nhau được mấy câu. Đã như thế thì có thể có tình cảm gì được. Đúng lúc này, một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến. Nữ trang điểm đậm, thoạt nhìn khá xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, ngực tấn công mông phòng thủ, mang một chiếc túi da LV. Nam mặc bộ đồ Armani, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe. Vừa thấy hai vị khách kia, mắt Vu Hiểu Vi lập tức sáng lên. Cô ta đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Thiên Phủ Thành này,
khách tới cửa hàng có muốn mua đồ hay không, nhìn một cái là đoán được ngay. Dương Thanh, tôi không có thời gian nói chuyện với anh nữa, anh cứ coi như đi tham quan một vòng đi, nhưng tuyệt đối đừng có sở lung tung đấy. Không cẩn thận làm hư đồ thì lấy cái mạng anh đền cũng không đủ được đâu. Vu Hiểu Vi cảnh cáo Dương Thanh một câu rồi quay sang nói với nữ nhân viên tiếp đãi Dương Thanh, Vương Diễm, cô nên để ý vật phẩm trong cửa hàng cẩn thận, nếu làm mất cái gì thì cô phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Dứt lời, cô ta nhanh nhẹn nhoẻn miệng cười niềm nở, lắc lắc mông đi về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Các nhân viên bán hàng khác đều nhìn Dương Thanh và Vương Diễm với vẻ châm chọc. Vương Diễm thoáng xấu hổ, nhưng điều khiến Dương Thanh bất ngờ là cô ấy vẫn giữ nụ cười chân thành trên môi, nói với anh, thưa quý khách, anh vừa nói là, muốn mua hai món đồ, một món tặng cho một ông cụ chừng 70 tuổi, một món tặng cho một cô gái 20 làm quà sinh nhật, đúng không ạ? Dương Thanh khẽ gật đầu, mỗi một món đồ cần có giá trị nằm trong khoảng 10 triệu, nếu có thứ khác thích hợp hơn thì giá trị vượt ngoài dự toán cũng không sao. Vương Diễm vội vã dẫn Dương Thanh tới trước một quầy trưng bày, chỉ vào chiếc vòng tay bên trong, giới thiệu với Dương Thanh, đây là chiếc vòng tay bình an bằng ngọc phỉ thúy, chất liệu ngọc rất trong, đặt dưới ánh đèn còn có thể phát ánh sáng huỳnh quang nữa. Tuy không phải thuộc loại ngọc xanh biếc toàn thân nhưng chiếc vòng tay này thoạt nhìn tựa như một bức tranh sơn thủy. Nhìn kỹ hơn còn thấy trông nó tinh tế hơn cả loại xanh biếc, vừa trong lại vừa phóng khoáng, nhìn vào đã thấy mát mắt dịu lòng. Chiếc vòng tay phỉ thúy này nhìn rất trẻ trung, thích hợp với một cô gái đôi mươi, giá của nó là 12.880.000, anh thấy thế nào ạ? Khi hỏi ra câu này, Vương Diễm thoáng thấy căng thẳng. Cô ấy vào làm ở Thiên Phủ Thành này đã được gần 3 tháng, nhưng vẫn chưa bán được một món đồ cổ nào, nếu đầy 3 tháng mà vẫn chưa có thành tích bán hàng, cô ấy sẽ bị sa thải. Nhưng thường ngày, mỗi khi có khách quý tới, cô ấy thường bị đồng nghiệp cướp mất, hoàn toàn không có cơ hội để giới thiệu cho khách. Lần này, do đám nhân viên bán hàng kia coi thường Dương Thanh nên cô ấy mới giành được cơ hội giới thiệu vật phẩm ở đây cho khách. Dương Thanh nhìn lướt qua, đúng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy này rất đẹp, thuộc hàng cực phẩm. Giới thiệu thêm cho tôi một món đồ cổ thích hợp làm quà tặng người cao tuổi, Dương Thanh bình thản nói. Vương Diễm thoáng thất vọng, theo như cô ấy thấy thì có vẻ Dương Thanh không được ưng ý chiếc vòng mà cô ấy vừa giới thiệu. Có lẽ, người thanh niên này đúng như Vu Hiểu Vi nói, không phải thực sự muốn mua đồ. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô ấy rồi biến mất rất nhanh, nụ cười trên môi Vương Diễm lại khôi phục như cũ, cô ấy đưa Dương Thanh tới khu phụ bên kia. Đây là đá di bích. Dương Thanh bỗng nhìn thấy một món đồ nhỏ hình bầu dục, phong cách cổ xưa, anh thoáng ngạc nhiên hỏi. Vương Diễm mỉm cười, đây là viên di bích hoa sen duy nhất của cửa hàng chúng tôi. Hoa sen tượng trưng cho thuần khiết không nhiễm bụi trần, đại diện cho sự tôn vinh trí cao vô thượng, cho sự trong sạch, hòa bình, phúc tuệ song toàn, mọi chuyện viên mãn, đồng thời còn là biểu tượng cho sự may mắn, cao quý, viên mãn, cho tài phú tăng trưởng. Chỉ có điều, viên di bích này có giá lên tới 36 triệu, đã vượt xa dự toán của quý khách ạ. Nói đến đây, Vương Diễm thoáng ngừng lại, sau đó nói tiếp, có điều, ngoài viên di bích này, chúng tôi còn có một viên di bích 6 mắt, cũng mang ngụ ý cực tốt, trị giá 8 triệu, lấy viên di bích hoa sen này đi. Dương Thanh cắt đứt lời giới thiệu của Vương Diễm. Lần đầu gặp Hàn Khiếu Thiên, Dương Thanh đã nhìn thấy chuỗi hạt bồ đề kim cang trên tay ông cụ, rõ ràng là ông cụ rất có hứng thú với những vật dụng của nhà Phật. Thưa quý khách, viên di bích hoa sen này có giá tới 36 triệu, anh chắc chắn mình muốn lấy chứ ạ? Vương Diễm lắp bắp hỏi. Cô ấy bỗng thấy hoài nghi, chẳng rõ mình có nghe lầm hay không. Dương Thanh gật đầu, ngoài viên di bích này thì lấy cho tôi cả chiếc vòng tay phỉ thúy cô vừa giới thiệu nữa. Lúc này, Vương Diễm mới dám chắc chắn rằng Dương Thanh thực sự muốn mua, cô ấy lập tức kích động đến bối rối, giờ tôi đi làm thủ tục cho anh ngay ạ. Cả chiếc vòng tay phỉ thúy và viên di bích hoa sen này đều nằm trong nhóm những vật phẩm hàng đầu của Thiên Phủ Thành. Hôm nay, Dương Thanh mua một lần hai món đồ. Điều này quả thực là một niềm vui rất lớn đối với Vương Diễm. Bán được hai món đồ này, cô ấy đã có thể nhận được mấy trăm nghìn tiền hoa hồng rồi. Đây quả thực là một thành công lớn đối với một nhân viên mới của Thiên Phủ Thành. Đối với đa số nhân viên, dù tính thành tích tiêu thụ cả năm cũng chưa chắc đã đạt tới con số gần 50 triệu như cô ấy lúc này.
Vương Diễm vừa lấy chiếc vòng tay phỉ thúy kia ra thì một giọng nói chát chúa đột nhiên vang lên, Vương Diễm, cô làm gì thế hả? Người vừa lên tiếng chính là Vu Hiểu Vi, cô ta lạnh mặt nói, cô đã làm việc ở Thiên Phủ Thành này gần 3 tháng rồi mà cả quy tắc cơ bản ở đây cũng không hiểu à? Quản lý, tôi... Vương Diễm còn chưa nói hết câu, Vu Hiểu Vi đã ngắt lời, trước khi xác định chắc chắn khách hàng có muốn mua hàng hay không thì không được phép đụng vào bất kỳ vật gì. Chỉ riêng hành vi vừa rồi của cô đã trái với điều lệ này rồi, dựa theo quy tắc của Thiên Phủ Thành, cô có thể nghỉ việc ngay lập tức. Vu Hiểu Vi không cho Vương Diễm cơ hội giải thích mà đã đuổi cô ấy đi. Những nhân viên khác chỉ đứng nhìn Vương Diễm như đang xem trò vui. Thật đúng là đồ ngu xuẩn. Vừa rồi chị Vi đã ám chỉ cô ta rõ ràng như thế mà còn không hiểu. Nếu không phải tại cô ta ngu xuẩn thì sao đến nỗi đã vào làm gần 3 tháng mà còn chưa bán được một món nào. Tôi ngứa mắt cô ta lâu rồi, lần này thì vui đây, cuối cùng chị Vi cũng đuổi việc cô ta. Đồng nghiệp xung quanh đều giữ thái độ đứng xem trò vui, không ai nói giúp Vương Diễm một câu, trái lại còn tỏ vẻ mong mỏi cô ấy nhanh chóng bị đuổi khỏi đây. Thưa quản lý, vị khách này đã xác định muốn mua đồ. Tôi không làm bất cứ điều gì trái quy định cả. Cuối cùng Vương Diễm cũng tìm được cơ hội giải thích, cô ấy lớn tiếng nói, đôi mắt đã đỏ hoe. Vương Diễm, cô ngốc thật hay là vờ ngốc đấy? Lẽ nào lời tôi mới nói cô nghe không hiểu? Anh ta là bạn học thời đại học của tôi, hoàn cảnh của anh ta thế nào, tôi rõ hơn cô. Anh ta chỉ là một gã ở rể, giờ cô lại muốn nói với tôi là, anh ta định mua một chiếc vòng phỉ thúy trị giá cả chục triệu. Mắng Vương Diễm xong, Vu Hiểu Vi lại quay sang phía Dương Thanh, vẻ mặt châm chọc, Dương Thanh, đừng trách tôi nói khó nghe, nhưng theo như tôi thấy, anh chỉ là một gã đứng ở đáy xã hội mà thôi, hoàn toàn không có tư cách tới Thiên Phủ Thành này. Vương Diễm đã đỏ hồng đôi mắt, cắn chặt môi, tuy cô ấy không rõ tình hình của Dương Thanh thế nào, nhưng khi Vu Hiểu Vi nói ra thân phận của anh, cô ấy có cảm giác như mình vừa bị người ta chơi xỏ. Công việc này vô cùng quan trọng với cô ấy. Nhưng hôm nay, vì Dương Thanh, cô ấy đã đánh mất nó rồi. Lúc này, trong lòng cô ấy cũng bắt đầu hoài nghi rằng Dương Thanh không thực lòng muốn mua đồ cổ. Cô dám chắc rằng tôi không mua nổi đồ trong Thiên Phủ Thành. Dương Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Vu Hiểu Vi, chất vấn cô ta. Cô ả này cứ 5 lần 7 lượt khiêu khích Dương Thanh, hành vi của cô ta đã chọc giận anh rồi. Lúc này, giọng nói của anh đã nhuốm vài phần tức giận. Xin cậu cứ trách phạt. Lời nói của Dương Thanh hệt như một tiếng sét nổ vang bên tai mọi người. Nhưng Vu Hiểu Vi cũng chỉ sững người ra trong giây lát, ngay sau đó cô ta quay sang nhìn Dương Thanh, vẻ mặt tức tối, chỉ tay ra cửa, Dương Thanh, nơi này không chào đón anh, mời đi cho. Quản lý, cô làm như vậy hình như hơi quá đáng rồi đó. Vương Diễm rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tức giận lên tiếng, dẫu sao anh ấy cũng là bạn học của cô. Dù thực sự không mua nổi thì cô cũng không nên nhục mạ người ta như vậy chứ. Ngày nào Thiên Phủ Thành chẳng có khách đến, nhưng trong đó liệu có được bao nhiêu người sẵn sàng bỏ tiền mua đồ ở đây? Huống chi, anh đây đã nói muốn mua, cô dựa vào đâu mà dám khẳng định anh ấy không mua nổi. Vương Diễm vốn đang có chút tức giận với Dương Thanh, nhưng ngay sau đó, cô ấy chợt bừng tỉnh. Từ ngày đầu tiên cô ấy vào làm ở Thiên Phủ Thành này, Vu Hiểu Vi đã có ý bài xích cô ấy rất rõ rệt. Nguyên do rất đơn giản, ngày đầu tiên đi làm, cô ấy vốn đang tiếp đãi một vị khách hàng có ý mua đồ thì lại bị Vu Hiểu Vi hất tay trên. Khi đó, Vương Diễm chỉ nói một câu, quản lý, tôi cho rằng tôi có thể giới thiệu rõ ràng các vật phẩm cho quý khách đây ạ. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà từ sau ngày hôm đó, Vu Hiểu Vi liền cố ý cô lập Vương Diễm, mỗi lần có khách tới cửa hàng, cô ta đều sẽ bố trí cho người khác tới tiếp đãi. Vậy nên, đã vào làm gần 3 tháng mà Dương Thanh mới là vị khách đầu tiên của cô ấy. Nghe Vương Diễm nói thế, Vu Hiểu Vi lập tức phẫn nộ ra mặt, vung tay định cho Vương Diễm một bạt tai. Bốp! Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thanh bỗng vươn tay chộp lấy cổ tay Vu Hiểu Vi, nói cô cư xử quá đáng rồi đấy. Vương Diễm kinh ngạc lắm, vừa rồi cô ấy còn cho rằng mình đã phải nhận một cái tát trời giáng từ Vu Hiểu Vi, thật không ngờ Dương Thanh lại cản cô ta giúp mình. Vu Hiểu Vi cũng hết sức kinh ngạc, trước đây, khi còn trong trường đại học, Dương Thanh chỉ là một kẻ mờ nhạt, suốt ngày chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục, nào đã từng phản kháng lại ai. Vậy mà hôm nay, vì một ả đàn bà không quen biết, anh ta dám túm cổ tay mình.
Dương Thanh, anh dám đụng vào tôi à? Vu Hiểu Vi lập tức giận dữ quát, anh biết bạn trai tôi là ai không hả? Bạn trai cô là ai thì liên quan gì đến tôi? Dương Thanh lạnh nhạt nói, buông cổ tay Vu Hiểu Vi ra. Bịch, bịch, bịch. Vừa rồi Vu Hiểu Vi đang ra sức giãy giụa, Dương Thanh bỗng nhiên buông tay làm cô ta mất đã, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Chị Hiểu Vi. Đám nhân viên bán hàng kia lập tức kêu lên hoảng sợ, vọt tới. Vu Hiểu Vi nổi giận đùng đùng, mặt tràn đầy lửa giận, được đồng nghiệp đỡ dậy, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, anh đã dám động đến tôi thì đừng trách tôi không nể tình bạn học cũ. Dứt lời, cô ta lấy ngay điện thoại di động ra, bắt đầu gọi đi, chồng ơi, em đang ở cửa hàng, vừa bị người ta đánh, anh mau đến đây đi. Vương Diễm chợt thấy nóng ruột, sắp khóc đến nơi. Cô ấy vội vàng nói, này anh ơi, bạn trai của Vu Hiểu Vi là giám đốc của Thiên Phủ Thành, có quyền lực rất lớn ở đây, anh ta có thể thoải mái điều động toàn bộ bảo vệ của phố đồ cổ thế kỷ này đấy, anh đi mau đi. Dương Thanh hết sức tán thưởng lòng thiện lương của Vương Diễm. Ngay cả 8 gia tộc lớn của Yến Đô, anh còn chẳng coi vào đâu thì một gã giám đốc ở phố đồ cổ này sao có thể lọt vào mắt anh. Muốn chuồn à, muộn rồi, Vu Hiểu Vi cả giận quát. Vu Hiểu Vi, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này, vị khách này không liên quan gì hết. Vương Diễm đứng ra, chắn trước mặt Dương Thanh, tức giận nói. Đồ danh con láo toét, tưởng mình đu bám được cậu ấm nào rồi chắc. Tôi cho cô hay, cô là đồ ngu xuẩn, tên kia rõ ràng muốn chơi xỏ cô mà thôi, cho nên mới cố tình làm bộ muốn mua đồ trước mặt cô, xong đợi tới lúc thanh toán, anh ta sẽ bảo với cô là quên mang thẻ rồi. Đây là chiêu trò lừa gạt của bọn thích hư vinh này đấy. Vu Hiểu Vi cười khẩy, nói. Vương Diễm mím chặt môi, hốc mắt đã đỏ lên, cô ấy nói, dù anh ấy là người như vậy thì tôi cũng chịu. Nhưng tôi vẫn muốn nói, cô có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi đây này. Em yêu, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một gã trung niên bụng phệ hớt hải chạy vào. Gã đàn ông trung niên kia đã hói bóng loáng đỉnh đầu, hai mắt lờ đờ. Nhìn qua là biết dạng người ham sắc quá độ. Chồng ơi, là thằng này này, vừa rồi nó đẩy em ngã xuống đất đấy. Vu Hiểu Vi nhào vào lòng gã đàn ông trung niên kia, nói với vẻ vô cùng đáng thương. Dương Thanh nhìn gã đàn ông đó, nhịn không được bèn bật cười một tiếng. Vu Hiểu Vi, cô chắc chắn ông ta là bạn trai cô mà không phải bố cô chứ. Lặng im như tờ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Dương Thanh. Vu Hiểu Vi nhếch miệng, trợn to mắt. Ngay sau đó, cô ta nổi giận, Dương Thanh, tên khốn này, anh dám châm chọc tôi à? Gã trung niên kia cũng cực kỳ tức giận, nhìn Dương Thanh quát to, thằng danh con, mày muốn chết đúng không? Ban đầu tôi còn đang băn khoăn, vì sao một thiên phủ thành lớn như vậy mà khách khứa chẳng có mấy mống, giờ thì hiểu được rồi. Dương Thanh lắc đầu, cười lạnh, nơi đây từ trên xuống dưới đều là một lũ ngu thì sao thiên phủ thành kinh doanh khấm khá được chứ? Dứt lời. Anh quay sang phía Vương Diễm nói, đi với tôi đi, tôi sẽ bố trí cho cô một công việc tốt hơn chỗ này nhiều lần. Vương Diễm run cả người, thoáng thấy hoảng hốt. Lời nói của Vu Hiểu Vi ban nãy làm cô nảy sinh lòng hoài nghi mục đích thực sự của Dương Thanh khi tới đây. Nhưng lúc này, phong thái toát ra từ trên người Dương Thanh cùng với ánh mắt nghiêm nghị của anh tuyệt đối không giống như đang lừa dối. Cô ấy bỗng tin rằng, Dương Thanh không phải loại người như Vu Hiểu Vi nói. Được. Tôi đi với anh. Vương Diễm bỗng nở một nụ cười sán lạn. Bất kể lời anh ta nói có phải là thật hay không, chỉ ít vào lúc này, cô ấy cũng có thể ngẩng cao đầu rời khỏi đây. Tao cho phép mày đi chưa hả? Nhưng ngay sau đó, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi bỗng tức tối nói. Gã ta vừa dứt lời, lập tức có hơn chục tay bảo vệ cầm gậy cao su ào ào xông vào. Giám đốc Lý, thằng nào dám gây sự ở Thiên Phủ Thành, nó chán sống rồi à? Gã bảo vệ dẫn đầu hùng hổ nói. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi chỉ tay vào Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi bảo, là thằng danh kia, cho nó một trận nhớ đời hộ tôi, sau đấy ném nó ra khỏi phố đồ cổ thế kỷ. Tôi muốn xem ai dám. Đúng lúc này, bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó có một thanh niên trẻ tuổi đang cất bước đi tới, bên cạnh anh ta còn có hai vệ sĩ mặc vest đen. Vừa thấy thanh niên kia xuất hiện, gã bạn trai của Vu Hiểu Vi lập tức hoảng sợ, vội vàng bước tới ton hót, xếp chân, sao xếp lại đến đây ạ?
thanh niên kia chẳng hề để ý đến gã ta mà bước nhanh về phía Dương Thanh dưới ánh nhìn chằm chằm của bao người. Cậu Thanh, tôi tới chậm quá, để cậu bị sỉ nhục, xin cậu cứ trách phạt. Thanh niên kia nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt Dương Thanh, cúi đầu nói, dường như cả việc ngẩng đầu nhìn Dương Thanh, anh ta cũng không dám. Cảnh tượng này làm những người ở đây đều sợ ngây ra. Gã bạn trai của Vu Hiểu Vi thấy thế, hai mắt trợn trừng, run lẩy bẩy. Vu Hiểu Vi càng sợ muốn chết, mặt ngây dại nhìn bóng người ăn vận mộc mạc kia, sao lại thế được chứ? Vương Diễm đang đứng bên cạnh Dương Thanh cũng hết sức kinh ngạc, theo bản năng vươn tay bịt chặt miệng mình. Người phụ nữ ngu ngốc. Dương Thanh cũng không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Nhìn Trần Anh Hào đang nơm nớp lo sợ đứng cúi đầu trước mặt mình, anh đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không ngờ người này lại sợ mình đến mức độ này. Sếp Trần, anh có nhầm không? Anh ta là bạn đại học của tôi tên là Dương Thanh, 5 năm trước vừa tốt nghiệp đã tới ở rể cho một gia tộc nhỏ ở Giang Hải. Anh là cậu chủ gia tộc lớn nhất Châu Thành, sau này sẽ nắm quyền nhà họ Trần, sao anh có thể cúi đầu trước anh ta chứ? Anh chắc chắn nhận nhầm người rồi, chắc chắn là như vậy. Sau vài giây sững sờ, Vu Hiểu Vi vội vàng bước lên trước nhìn Trần Anh Hào nói. Câm miệng. Trần Anh Hào quát Vu Hiểu Vi, sau đó run sợ nhìn Dương Thanh nói, cậu Thanh, con khốn này dám sỉ nhục cậu, xin cậu yên tâm bắt đầu từ bây giờ cô ta sẽ không còn là người của Thiên Phủ Thành nữa. Trần Anh Hào vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vu Hiểu Vi càng khiếp sợ hơn, vẻ mặt không hiểu nói, sếp Trần, anh vì một tên ở rể bất tài vô dụng mà đuổi tôi khỏi Thiên Phủ Thành sao? Sếp Trần, Hiểu Vi là quản lý của Thiên Phủ Thành. Mấy năm qua cô ấy làm việc rất chăm chỉ, cũng đã đem lại cho công ty những thành tích lớn. Giám đốc Lý cũng vội vàng nói, có rất nhiều khách hàng đều cần cô ấy giữ mối, nếu cô ấy đi rồi chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho Thiên Phủ Thành. Vẻ mặt Dương Thanh hơi nghiền ngẫm, anh cười híp mắt nhìn Trần Anh Hào, muốn nhìn thử xem anh ta xử lý việc này thế nào. Im miệng hết cho tôi. Trần Anh Hào giận dữ quát lên, chẳng lẽ ông tưởng tôi không biết ý định của ông sao? Ngoá nó, ông đáng tuổi bố của con ả này rồi vậy mà còn muốn yêu đương với cô ta. Ông đừng tưởng tôi không biết ông đã lợi dụng chức vụ giám đốc của Thiên Phủ Thành gieo vạ cho bao nhiêu cô gái rồi. Con khốn này có thể trở thành quản lý của Thiên Phủ Thành đều là do một tay ông nâng đỡ, đúng chứ? Bây giờ các người còn dám xúc phạm cả cậu Thanh, vậy hai người đều cút khỏi đây cho tôi. Trần Anh Hào không chút nể tình, cương quyết muốn đuổi hai người này ngay lập tức. Trong lòng anh ta cực kỳ hoảng sợ, từ lần trước ở Châu Thành, sau khi nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Dương Thanh thì Dương Thanh đã trở thành ác mộng của anh ta rồi. Thậm chí có nhiều lần anh ta giật mình tỉnh giấc cũng đều vì nằm mơ thấy Dương Thanh muốn giết anh ta. Bây giờ người của mình lại đắc tội với Dương Thanh ngay trên địa bàn của mình, thế này chẳng phải là rước phiền phức tới cho anh ta sao? Lúc này Vu Hiểu Vi và bạn trai của cô ta đều khó tin, lảo đảo lùi về sau. Nhất là Vu Hiểu Vi, cô ta càng thêm hoảng sợ, bởi vì nhờ bạn trai của mình, cô ta mới có thể lên làm quản lý ở Thiên Phủ Thành. Công việc ở Thiên Phủ Thành khá nhàn mà mỗi năm lại có thể lĩnh được 500.000, đây đúng là một công việc ngồi mát ăn bát vàng. Mấy năm nay cô ta đã quen sống trong nhung lụa, tất cả mọi việc đều giao cho cấp dưới làm, còn bản thân cô ta chỉ đến công ty giết thời gian thôi, hoàn toàn là một kẻ bất tài. Nếu rời khỏi Thiên Phủ Thành, đừng nói là 500.000, một năm cô ta còn không kiếm nổi 50.000 nữa là. Bịch. Đúng lúc này giám đốc Lý bỗng quỳ phịch dưới chân Trần Anh Hào, mặt mày hoảng sợ nói, sếp Trần, hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của con ả đê tiện này, hoàn toàn không có liên quan gì đến tôi. Lúc cậu vừa tới, tôi cũng mới tới, cho nên tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Giám đốc Lý hoảng sợ nói, ông ta thật sự sợ. Thiên Phủ Thành là phố đồ cổ lớn nhất của tỉnh Lỵ, làm giám đốc ở đây mỗi năm chỉ tính riêng tiền hoa hồng thôi mà ông ta đã kiếm tới tiền triệu rồi. Số tiền này còn chưa kể đến phần kiếm ngoài bất hợp pháp khác. Nếu bị đuổi việc, chắc chắn ông ta sẽ không tìm được công việc nào có chức vụ tương tự nữa. Nhất là trong ngành buôn bán đồ cổ này, nếu không biết cách giám định thật giả. Không có tài mua bán thì cho dù có đổi công việc cũng không ai muốn thuê. Vu Hiểu Vi nghe giám đốc Lý nói vậy thì người chao đảo, ngã phịch xuống đất. Rõ ràng giám đốc Lý bo bo giữ mình,
muốn cô ta gánh hết mọi chuyện. Nếu ông không cút đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Anh Hào híp mắt nói, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi, tôi cho cậu nửa ngày để kiểm tra rõ ràng tất cả sổ sách do giám đốc Lý Vĩ của Thiên Phủ Thành đích thân xử lý, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào tuyệt đối không được bỏ qua. Vẻ mặt giám đốc Lý đờ đẫn, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi. Ông ta là giám đốc của Thiên Phủ Thành, cho nên tất cả sổ sách ở đây đều phải qua tay ông ta xử lý. Nếu thật sự muốn điều tra ông ta thì sẽ dễ dàng phát hiện ra những chuyện mờ ám mà ông ta đã làm. Sếp Trần, tôi cút ngay đây. Giám đốc Lý nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc bảo ông đi ông không đi, bây giờ muộn rồi. Ông cứ chờ tiếp nhận điều tra đi. Trần Anh Hào vô cùng dứt khoát nói. Nếu không phải giám đốc Lý xúc phạm Dương Thanh, có lẽ anh ta sẽ nể mặt đối phương đã cống hiến sức lực bao nhiêu năm cho nhà họ Trần mà bỏ qua cho ông ta. Nhưng ông ta lại xúc phạm Dương Thanh, một nhân vật mà ngay cả chủ gia tộc họ Trần cũng phải cúi đầu phục tùng. Bốp! Vẻ mặt Lý giám đốc ngập tràn lửa giận, tát mạnh lên mặt Phu Hiểu Vi sau đó quát lên, tất cả đều tại con khốn này xem thường người khác. Lần này thì hay rồi, ngay cả tôi cũng bị cô liên lụy. Cô hãy đợi đấy, nếu tôi xảy ra chuyện gì cô cũng đừng hòng thoát khỏi liên quan. Phu Hiểu Vi nghe vậy, cả người run cầm cập. Câu nói này của giám đốc Lý rõ ràng là đang ám chỉ cô ta. Bởi vì tất cả hành vi sai phạm của giám đốc Lý đều có sự tham dự của Vu Hiểu Vi. Nếu những hành vi sai phạm của giám đốc Lý bị điều tra ra thì Vu Hiểu Vi cũng không thoát khỏi liên quan, đến lúc đó chắc chắn cô ta sẽ ăn cơm tù. Dương Thanh, chúng ta là bạn đại học, anh không thể thờ ơ đứng nhìn tôi bị đuổi khỏi Thiên Phủ Thành đúng không? Vu Hiểu Vi lập tức vọt tới trước mặt Dương Thanh. Nắm tay anh run rẩy nói, anh mau giúp tôi nói với sếp Trần một tiếng, đời này tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Bây giờ cô mới biết chúng ta là bạn học sao? Lúc nãy không phải cô rất kiêu ngạo bảo bạn trai cô tới dạy dỗ tôi sao? Dương Thanh cười mỉa mai, lạnh lùng nói, cho dù là cô xin tôi giúp cô nhưng cô vẫn dùng dáng vẻ hất cằm ra lệnh, cô là cái thá gì mà muốn tôi ban ơn? Cút đi, lúc này, trên mặt Dương Thanh đầy vẻ khinh thường. Chữ cút của anh giống như sấm sét nổ bên tai Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi đờ đẫn, bước chân liêu siêu lùi về sau. Tôi không phục. Sau một hồi im lặng, hai mắt Vu Hiểu Vi đỏ ngầu nhìn Trần Anh Hào hét lên, sau đó chỉ vào Dương Thanh rồi chất vấn Trần Anh Hào, anh ta chỉ là một thằng ở rể nhà người ta, có tư cách gì mà khiến anh đuổi chúng tôi khỏi Thiên Phủ Thành chứ? Trần Anh Hào thờ ơ nói, cô nghĩ cô là ai mà có tư cách hỏi tôi những thứ này? Cô có tin chỉ một câu nói của tôi thôi cũng có thể khiến cô chết không chỗ chôn thân không? Trần Anh Hào tức giận, người phụ nữ này đúng là ngu hết chỗ nói. Không được sự đồng ý của Dương Thanh, đương nhiên anh ta sẽ không dám tiết lộ thân phận của Dương Thanh rồi. Lúc này Dương Thanh bỗng cười đầy ẩn ý, cô muốn biết tại sao anh ta làm như vậy đến thế cơ à? Tại sao? Vu Hiểu Vi vô thức hỏi. Chứng cứ vô cùng xác thực cô không xứng được biết. Dương Thanh đột nhiên châm chọc nói, Vu Hiểu Vi lập tức thẹn quá hóa giận, anh chơi tôi đấy à? Mặc dù Dương Thanh không so đo với cô ta nhưng cũng không có thói quen lấy ơn báo oán. Cô ta năm lần bảy lượt khiêu khích đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Anh Hào reo lên. Anh ta nhìn số gọi tới, cười lạnh một tiếng rồi nghe máy. Sếp Trần, chúng tôi vẫn đang cố hết sức điều tra chuyện anh giao cho. Nhưng vừa nãy tôi tra được một chuyện rất quan trọng phải lập tức báo cáo cho anh biết. Một tháng trước, Thiên Phủ Thành chuyển 50 triệu vào tài khoản cá nhân của Lý Vĩ nhưng lại không được ghi chép trong báo cáo tài vụ. Tôi nghi ngờ Lý Vĩ đang tham ô tài sản công ty. Trần Anh Hào mở loa ngoài để nghe điện thoại nên tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả nín thinh nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ đang run lẩy bẩy. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Vu Hiểu Vi tràn đầy sợ hãi. Lý Vĩ hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, không còn sức để đứng dậy. Sắc mặt của Trần Anh Hào cũng trở nên khó coi. Tuy anh ta biết Lý Vĩ có vấn đề nhưng không ngờ vấn đề này lại lớn như vậy, tài khoản cá nhân của Lý Vĩ nhận vào tận 50 triệu. Đồ chết tiệt, rốt cuộc ông đã làm gì, Trần Anh Hào tức giận quát. Trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Trần, không ai có thể vượt qua anh ta. Trần Hưng Hải đã giao Thiên Phủ Thành cho anh ta. Chứng tỏ năng lực của anh ta không hề tầm thường. Ngoại trừ từng đắc tội Dương Thanh, Trần Anh Hào thực sự rất xuất sắc,
nghe nói lúc học thạc sĩ đã tự mình sáng lập tập đoàn anh hào mà không hề nhờ vào gia tộc. Sếp Trần, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi một con đường sống. Tôi thật sự biết sai rồi, Lý Vĩ lắp bắp xin lỗi, toàn thân không ngừng run rẩy. Ông ta biết rõ chuyện tham ô tài sản công ty sẽ gây ra phiền phức lớn thế nào. Lý Vĩ, uổng công nhà họ Trần tin tưởng ông, vậy mà ông dám tham ô 50 triệu, đúng là gan to bằng trời, Trần Anh Hào tức tới mức mặt mày xám xanh. Chắc chắn anh ta sẽ không tha cho Lý Vĩ, nhưng chuyện này lại bị Dương Thanh bắt gặp. Anh ta sợ sẽ khiến Dương Thanh không vui, như thế thì anh ta sẽ bị Trần Hưng Hải vứt bỏ. Sếp Trần, tất cả là tại con khốn này. Nó lừa tôi moi một khoản tiền của công ty mua cổ phiếu. Đợi đến khi có lời sẽ lặng lẽ trả lại tiền cho công ty. Nhưng ai ngờ ngày đầu tiên đầu tư vào thị trường chứng khoán, tôi đã bị lỗ mấy triệu. Tôi không cam lòng, tưởng hôm nay lỗ mấy triệu thì ngày mai có thể kiếm về mấy triệu. Nhưng trời không chiều lòng người, mấy ngày tiếp theo tôi đều thua lỗ. Liên tục 7 ngày mất tiền, 50 triệu tôi chỉ còn lại 20 triệu. Lúc đó tôi mới nhận ra phiền phức lớn rồi, vội vàng rút tiền về. Thế nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi đã lỗ 30 triệu. Sếp Trần, tôi biết sai rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi nhất định sẽ dốc sức kiếm tiền cho công ty, nhanh chóng trả lại số tiền kia. Lý Vĩ khóc như mưa, ông ta thực sự sợ Trần Anh Hào sẽ báo cảnh sát, vậy thì nửa đời sau ông ta sẽ phải sống trong tù. 20 triệu còn lại đâu, Trần Anh Hào cắn răng nói. Lý Vĩ vội vàng chỉ sang Vu Hiểu Vi, còn ả này bảo cho nó một tháng, nó sẽ kiếm được tiền về. Chỗ còn lại đều ở chỗ nó. Mặt mũi Vu Hiểu Vi trắng bệch, thấy mọi chuyện đều bị bại lộ, vội vàng hét lớn, Lý Vĩ, ông đừng nói hưu nói vượt. Tôi không hề biết ông tham ô 50 triệu chứ đừng nói tới 20 triệu gì đó. Con đàn bà khốn kiếp, cô nói cái gì, Lý Vĩ đỏ bừng mắt gào lên. Chuyện ông tự làm liên quan gì đến tôi? Vu Hiểu Vi ném thẻ nhân viên xuống đất, Thiên Phủ Thành có cái gì đặc biệt? Bà đây không thèm làm nữa. Dứt lời, cô ta định quay lưng bỏ đi. Cô dám bước ra khỏi Thiên Phủ Thành một bước, tôi sẽ khiến cô bị xe tông chết ngay khi rời khỏi phố đồ cổ thế kỷ. Trần Anh Hào cố nén giận, đột nhiên lên tiếng nói. Anh ta không ngốc, chuyện đã tới nước này, chắc chắn Lý Vĩ không nói dối. Nhất định Vu Hiểu Vi chột dạ nên mới định bỏ chạy. Quả nhiên, Vu Hiểu Vi bị uy hiếp bắt đầu sợ hãi, lập tức ngừng chân giữa không trung không dám bước ra khỏi Thiên Phủ Thành. Cô ta biết rõ thân phận của Trần Anh Hào, cậu chủ nhà họ Trần ở Châu Thành muốn khiến cô ta chết dễ như trở bàn tay. Sếp Trần, anh đừng nghe Lý Vĩ nói nhảm, tôi hoàn toàn không biết chuyện ông ta tham ô tài sản công ty. Ông ta nói đưa cho tôi 20 triệu là vô căn cứ. Vu Hiểu Vi hoảng loạn chối đây đẩy. Vu Hiểu Vi, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, may mà tôi cẩn thận không thì bị cô hại chết rồi. Lý Vĩ bỗng nhiên lấy điện thoại bật một file ghi âm lên. Chồng ơi, bộ phận tài chính của Thiên Phủ Thành đều do anh quản lý, sợ cái gì? Hơn nữa chúng ta chỉ tạm thời mượn dùng một chút, đâu phải sẽ không trả về. Anh yên tâm, em đã theo dõi cổ phiếu này cả tháng rồi, hiểu nó rất rõ. Chỉ cần bỏ vốn 50 triệu vào đầu tư. Một tháng sau sẽ lãi thêm 10 triệu. Đến lúc đó chúng ta lại trả 50 triệu về công ty. Còn 10 triệu kiếm được chúng ta lại đầu tư vào thị trường chứng khoán. Với trí thông minh của em, chắc chắn trong vòng một năm có thể kiếm gấp bội số tiền 10 triệu đó. Chỉ một đoạn ghi âm ngắn ngủi đã đủ chứng minh Lý Vĩ tham ô 50 triệu là do bị Vu Hiểu Vi giật dây. Con khốn, bây giờ cô định giải thích thế nào, Lý Vĩ giận dữ hét lớn. Vu Hiểu Vi chết lặng. Không ngờ Lý Vĩ vẫn luôn bị cô ta điều khiển lại đề phòng mình như vậy. Chiều này đã đạp cô ta xuống vực sâu. Nhưng chỉ thoáng chốc, Vu Hiểu Vi đỏ mắt giận dữ hét, không sai, tôi dụ dỗ ông tham ô 50 triệu nhưng quyền quyết định ở trong tay ông, người mua cổ phiếu cũng là ông. Tôi chẳng được chia đồng nào, liên quan gì đến tôi. Thế thì cô hãy nghe tiếp đi, Lý Vĩ lại bật một đoạn ghi âm khác. Chồng đừng nản chí. Lần này thua lỗ nhưng đâu phải chúng ta không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Anh hãy đưa 20 triệu còn lại cho em. Em hứa sẽ kiếm đủ 50 triệu cho anh trong vòng một tháng. Đoạn ghi âm ngắn ngủi chứng minh, Lý Vĩ đã đưa hết số tiền còn lại cho Vu Hiểu Vi. Vu Hiểu Vi ngơ ngác định phản bác, Lý Vĩ nhanh miệng cướp lời,
tôi biết chỉ dựa vào đoạn ghi âm này vẫn chưa đủ để chứng minh tôi đã đưa hết tiền cho cô. Không sao, tôi vẫn còn chứng cứ. Lý Vĩ cười lạnh nói. Tại sao tài khoản em đưa anh không phải là của em? Đây là tài khoản của thầy em, Hướng Dương. Anh yên tâm, thầy ấy sẽ không lừa em đâu. Được, anh chuyển khoản đây. Lại thêm một đoạn ghi âm nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ ông ta lại cẩn thận như vậy, xem ra đã cảnh giác với Vu Hiểu Vi từ lâu rồi. Cô không cho tôi tài khoản của cô vì sợ có ngày như hôm nay đúng không? May mà tôi giữ lại chứng cứ, nếu không đã bị cô hại thảm. Tôi đã gửi hết 20 triệu còn lại vào tài khoản tên Hướng Dương kia, ghi chép chuyển khoản đều có. Bây giờ cô còn định chối cãi thế nào? Lý Vĩ điên cuồng cười lớn. Ông ta có ngày hôm nay đều do Vu Hiểu Vi hại, cho dù có phải chết cũng quyết kéo cô ta chết theo. Gương mặt của Vu Hiểu Vi tắt mét, Lý Vĩ đã bày ra toàn bộ chứng cứ trước mặt mọi người, cô ta hoàn toàn hết đường chối cãi. Đúng lúc này, mấy cảnh sát trang bị vũ khí đi vào Thiên Phủ Thành, xin hỏi ai vừa báo cảnh sát. Chào anh, tôi là Tổng Giám đốc Trần Anh Hào của Thiên Phủ Thành. Tôi là người đã báo cảnh sát. Trần Anh Hào chỉ vào Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi. Hai người họ tham ô 50 triệu của công ty, chứng cứ vô cùng xác thực, nhờ các anh cảnh sát điều tra giúp tôi. Xe bị đập nát, Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi nhanh chóng bị cảnh sát dẫn đi. Đến tận lúc này, Vu Hiểu Vi vẫn không thể hiểu tại sao một thằng tới ở rể một gia tộc nhỏ có thể khiến cậu chủ gia tộc hàng đầu Châu Thành cung kính như vậy. Từ hôm nay trở đi, Thiên Phủ Thành không còn Lý Vĩ và Vu Hiểu Vi. Tôi hy vọng mọi người lấy đó làm gương. Nếu còn ai phạm sai lầm như họ, quyết không tha. Trần Anh Hào nhìn quanh một lượt, nghiêm giọng nói. Vâng. Đám nhân viên còn lại nhao nhao đáp lời, không ai dám nói không. Phát biểu xong, Trần Anh Hào mới nhìn Dương Thanh, dè dặt nói, cậu Thanh, tôi xử lý như vậy cậu đã hài lòng chưa? Dương Thanh khẽ gật đầu, giám đốc cũ đã bị cảnh sát dẫn đi, có phải nên thay giám đốc mới rồi không? Mặc dù Trần Anh Hào không hiểu rõ nhưng từ khi bước vào Thiên Phủ Thành, anh ta đã phát hiện một nữ nhân viên vẫn luôn đứng cạnh Dương Thanh. Anh ta lập tức bừng tỉnh, vội vàng gật đầu, cậu Thanh, tôi thấy Vương Diễm cũng không tệ, có thể đảm nhiệm chức giám đốc bán hàng, cậu thấy sao? Đây là chuyện của anh, không liên quan đến tôi, anh bình thản nhếch môi. Rõ ràng anh rất hài lòng, Trần Anh Hào vội đáp vâng, cậu Thanh. Dứt lời. Anh nhìn sang Vương Diễm đang ngơ ngác rồi lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vương Diễm chính là giám đốc bán hàng của Thiên Phủ Thành, phụ trách toàn bộ mọi chuyện ở Thiên Phủ Thành. Nếu ai không phục, tự cút đi. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc đáp, vâng. Cứ như vậy, một nhân viên mới bị Vu Hiểu Vi chèn ép gần 3 tháng không thể bán được một món đồ cổ nào thoáng chốc trở thành giám đốc bán hàng của Thiên Phủ Thành. Đối với Vương Diễm, đây chính là một bước lên mây. Nhưng cô ấy biết, tất cả đều nhờ có Dương Thanh. Sao anh lại ở đây? Đợi Trần Anh Hào xử lý xong chuyện ở Thiên Phủ Thành, Dương Thanh nghi hoặc hỏi thăm. Một tháng trước nhà họ Trần đã mua lại Thiên Phủ Thành. Ông nội tôi muốn mở thị trường ở tỉnh Lỵ nên bảo tôi tới phụ trách một số việc kinh doanh trước. Tôi đang đi kiểm tra thì gặp được cậu ở đây. Cậu Thanh tới Thiên Phủ Thành để mua gì sao? Nghe Trần Anh Hào giải thích, Dương Thanh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ sau khi nhà họ Viên ở Châu Thành bị diệt, nhà họ Trần liền độc chiếm toàn bộ thị trường nơi đây, dù là thực lực hay địa vị đều tăng cao. Hiện giờ mấy gia tộc xếp dưới 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ và nhiều gia tộc bản địa khác đều không sánh bằng nhà họ Trần. Đối với Dương Thanh, đây là chuyện tốt vì nhà họ Trần đã đi theo anh. Vừa nãy tôi chọn được 2 món đồ cổ, định mang tặng người khác, Dương Thanh đáp. Thì ra là vậy. Dù Dương Thanh không kể rõ ngọn ngành nhưng Trần Anh Hào cũng đoán được kha khá, vội vàng gọi Vương Diễm tới dặn dò, mau đóng gói 2 món đồ cậu Thanh thích đi. Vâng thưa sếp Trần. Vương Diễm đáp rồi lập tức rời đi. Cô ấy nhanh chóng trở lại với 2 hộp quà được đóng gói tinh xảo. Cậu Thanh muốn quẹt thẻ hay là, Vương Diễm căng thẳng hỏi. Quẹt thẻ. Trần Anh Hào cũng bị chọc cười nhưng lại không dám nổi giận với Vương Diễm, chỉ có thể ôn tồn giải thích, đừng nói là 2 món đồ. Dù cậu Thanh thích toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng sẽ được miễn phí tất cả. Nghe vậy, Vương Diễm cực kỳ kinh hãi. Tổng giá trị của toàn bộ đồ cổ ở Thiên Phủ Thành cũng phải mấy tỷ trở lên. Ý của Trần Anh Hào là đống đồ mấy tỷ này đều có thể tặng miễn phí cho Dương Thanh sao?
Các nhân viên bán hàng khác cũng rất kinh ngạc, hiện giờ họ chỉ cảm thấy hối hận. Nếu không phải bọn họ mắt chó coi thường người khác, làm sao đến lượt một người mới đến gần 3 tháng giành được cơ hội như thế này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn, người mới bị bọn họ chèn ép đã trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Thỉnh thoảng Trần Anh Hào mới xuất hiện một lần, vậy là sau này Vương Diễm sẽ có quyền định đoạt toàn bộ mọi chuyện ở Thiên Phủ Thành. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm thù ghét Phu Hiểu Vi. Tất cả đều do con ả chết tiệt đó. Dương Thanh không hề khách sáo. Nếu không nhờ anh, nhà họ Trần cũng không thể có được địa vị như ngày hôm nay. Vậy thì cảm ơn cậu chủ Hào nhé. Dương Thanh mỉm cười xách hai túi đồ cổ rời đi. Sau khi anh đi khuất, Trần Anh Hào mới thở phào nhẹ nhõm, vội lôi khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước mặt Dương Thanh, đến cả thở mạnh anh ta cũng không dám. Sếp Trần, người đó là ai vậy? Một người thanh niên đứng sau Trần Anh Hào bỗng lên tiếng hỏi. Trần Anh Hào nghiêm giọng nói, tôi không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ một câu là được. Câu gì, người kia nghi hoặc hỏi. Thà trêu chọc Diêm Vương còn hơn chọc giận cậu Thanh, Trần Anh Hào nghiêm túc dặn dò. Nghe vậy, người kia không khỏi run rẩy toàn thân. Nghe có vẻ rất khoa trương, nhưng cậu ta biết rõ Trần Anh Hào là người kiêu ngạo như thế nào. Một người trẻ tuổi có thể khiến Trần Anh Hào e sợ như vậy, cậu ta không dám khinh thường. Lúc này, Dương Thanh đã lái xe tới nhà họ Hàn. Chuyện ở Thiên Phủ Thành làm mất khá nhiều thời gian, tiệc sinh nhật của Hàn Phi Phi sắp bắt đầu rồi. Nửa tiếng sau, Dương Thanh đỗ xe ở cổng một tòa nhà xa hoa. Khu nhà của nhà họ Hàn cách xa trung tâm thành phố, nhưng không ai dám coi thường nhà họ Hàn nằm trong 3 gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ. Khu nhà khổng lồ như một công viên cỡ lớn, bên trong có rất nhiều tòa biệt thự 2 tầng độc lập. Chỉ con cháu nhà họ Hàn mới có tư cách sống ở đây. Đây là xe của anh à. Dương Thanh vừa mới xuống xe, đang ngắm biệt thự nhà họ Hàn từ xa thì nghe thấy một giọng nói khó chịu. Một chiếc Bentley màu xanh da trời đỗ ở bên cạnh, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu kéo cửa kính xe ở ghế sau xuống, thò đầu ra hỏi. Dương Thanh cau mày nhìn hắn. Lạnh giọng nói, làm sao? Con mẹ nó, có mỗi chiếc Phantom rách nát cũng dám đỗ ở trong bãi đỗ xe nhà họ Hàn sao? Mau lái xe của anh ra chỗ khác đi, tôi muốn đỗ xe ở đây. Hắn khinh bỉ nói, thái độ kiêu căng phách lối. Dương Thanh lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng bước vào nhà họ Hàn. Thấy Dương Thanh ngó lơ mình, sắc mặt tên thanh niên kia trở nên cứng đờ. Một lúc sau hắn mới nổi giận quát, chết tiệt. Một chiếc Phantom rách nát cũng đòi lên mặt với tôi. Mau đập nát xe của anh ta cho tôi. Vâng thưa cậu Vũ. Người đàn ông vạm vỡ ngồi ghế lái phụ vội đáp. Gã lập tức xuống xe, cầm cờ lê đi tới xe của Dương Thanh đập thật mạnh. Mấy phút sau, chiếc Phantom đã bị biến dạng. Cậu chủ nhà giàu. Xe của Dương Thanh đã bị đập nát nhưng Ninh Thành Vũ vẫn chưa hả giận. Một cái xe biển Giang Hải rách nát cũng dám chiếm chỗ đỗ xe của tôi. Hắn rủa một câu rồi lại ra lệnh, cho người phá nát cái xe này rồi kéo đi cho tôi. Vâng. Đám đàn em vội đáp. Dương Thanh không hề hay biết xe của mình đã bị người ta đập, còn bị kéo đi. Anh đã vào được nhà họ Hàn nhờ sự dẫn đường của Lễ Tân. Một khu biệt thự khổng lồ như phủ đệ của quan lớn thời cổ đại, có hòn non bộ và hồ nhân tạo nuôi đủ loại cá chép lớn. Bốn phía cây xanh râm mát, còn có một vài mái đình cổ xưa. Khi đi tới sảnh lớn của một phòng hội 2 tầng phong cách cổ đại, Lễ Tân dừng bước cười nói, tiệc sinh nhật của cô chủ được tổ chức ở đây, mời anh vào. Lúc này bên trong đã đông nghịt người. Nhóm thanh niên nam nữ túm năm tụm ba lại một chỗ, tay cầm ly đế cao, trông rất sang chảnh. Nhà họ Hàn là một trong 3 gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, Hàn Phi Phi lại là công chúa nhỏ của nhà họ Hàn. Vậy nên tiệc sinh nhật của cô ta vô cùng náo nhiệt. Dương Thanh xuất hiện thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Bởi vì đàn ông ở đây đều mặc vest chỉnh tề, cài nơ cổ áo, phụ nữ đều mặc váy dạ hội thướt tha. Chỉ riêng Dương Thanh ăn mặc rất bình thường, tùy ý. Dương Thanh. Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang tiến về phía anh. Tô San, cô cũng tới đây à? Gặp được Tô San ở đây, Dương Thanh khá ngạc nhiên. Hôm nay là tiệc sinh nhật của công chúa nhỏ nhà họ Hàn, các gia tộc hàng đầu đều chủ động tới tham dự. Tôi đại diện nhà họ Tô tới đây, Tô San cười đáp.
Dương Thanh nghe vậy liền hiểu. Với địa vị của nhà họ Hàn, tiệc sinh nhật của bất kỳ người nào trong gia tộc này đều sẽ thu hút vô số gia tộc giàu có chứ đừng nói là cô cháu gái được Hàn Khiếu Thiên cưng chiều nhất, Hàn Phi Phi. Ngẫu nhiên gặp được Dương Thanh, Tô San rất vui vẻ, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cực kỳ kích động, trái tim cũng đập rộn ràng. Dương Thanh lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn cô ta một cái rồi khen ngợi, hôm nay cô rất xinh đẹp. Cảm ơn anh. Tô San mỉm cười. Ở đây ai cũng trang điểm xinh đẹp nhưng Tô San còn đẹp hơn những người khác gấp mấy lần. Cô ta có nét đẹp trời sinh, lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Tô San mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng phấn ôm ngực, ôm trọn dáng người hoàn mỹ mê người. Làn da trắng nõn của Tô San phối với chiếc váy lại càng nổi bật. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, khóe miệng cong cong nở nụ cười tự tin. Đúng lúc này, cửa phòng tiệc bỗng nhiên bị mở ra, một người trẻ tuổi đi tới. Đối phương mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng và cài nơ trên cổ áo. Sự xuất hiện của anh ta khiến mọi người đều dậy sóng. Chủ gia tộc mới kế nhiệm của nhà họ Quan đứng đầu Giang Hải, Quan Tuyết Tùng, là chủ gia tộc trẻ nhất của tỉnh Giang Bình. Trông cậu ấy chỉ khoảng 30 tuổi. Trẻ như vậy đã trở thành chủ nhà họ Quan rồi sao? Mọi người đừng xem thường cậu ấy. Nhà họ Quan là một trong các gia tộc đứng đầu Giang Hải, đương nhiên sẽ không thiếu người thừa kế. Vì Quan Tuyết Tùng quá xuất sắc nên chủ gia tộc đời trước mới bỏ qua một đời, truyền vị trí chủ gia tộc cho cậu ấy. Trẻ như vậy đã là chủ gia tộc giàu có, quá khủng khiếp. Mọi người ở đây đều là người của các gia tộc hàng đầu tỉnh Giang Bình, biết rõ tin tức Quan Tuyết Tùng kế thừa vị trí chủ gia tộc. Quan Tuyết Tùng vốn đã rất đẹp trai, cao khoảng 1m8, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Rất nhiều cô gái trẻ không ngừng nhìn anh ta với ánh mắt quyến rũ. Nhưng anh ta rất thờ ơ, không thèm nhìn mấy cô nàng dung tục kia. Cậu Thanh! Trong khi mọi người đều đang chú ý tới Quan Tuyết Tùng, anh ta lại giật mình hô lên rồi rảo bước tới chỗ Dương Thanh. Không ngờ cậu cũng tới đây. Biết vậy tôi đã đi đón cậu rồi. Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh, cung kính nói. Dương Thanh cười đáp, con nhóc Phi Phi mời tôi tới đây. Đối diện với Dương Thanh, Quan Tuyết Tùng không dám khinh nhờn. Dù anh ta đã trở thành chủ nhà họ Quan nhưng vẫn không dám coi thường anh. Người trẻ tuổi trước mắt có thể hủy diệt nhà họ Quan chỉ bằng một câu nói, cũng có thể nâng đỡ nhà họ Quan chỉ bằng một câu nói. Khi Quan Chính Sơn truyền lại vị trí chủ gia tộc cho Quan Tuyết Tùng đã dặn dò kỹ càng rằng không cần biết ở đâu, lúc nào, Dương Thanh có đắc tội ai đi nữa, nhà họ Quan đều phải không chút do dự ủng hộ Dương Thanh. Có thể thấy địa vị của Dương Thanh trong nhà họ Quan lớn đến mức nào. Cô Tô San. Quan Tuyết Tùng chào hỏi Tô San. Tô San mỉm cười, chào ông chủ Quan. Không ngờ anh đã trở thành chủ gia tộc, một mình một cõi, còn tôi vẫn phải sống dưới bóng của bố mình, làm một người phụ nữ yếu đuối. Quan Tuyết Tùng cười nhạt một tiếng, ẩn ý nói, với quan hệ của cô và cậu Thanh, ai dám coi thường cô yếu đuối. Rõ ràng Quan Tuyết Tùng đang hiểu lầm gì đó. Đương nhiên Dương Thanh sẽ không phí lời giải thích, gương mặt nhỏ nhắn của Tô San đỏ bừng lên, cũng không chịu giải thích. Chỉ liếc nhìn Dương Thanh. Quan Tuyết Tùng tinh mắt thấy được, lại càng khâm phục Dương Thanh, thu phục được con gái của Tô Thành Vũ về tay. Đồng thời, Tô San cũng âm thầm kinh hãi. Dù cô ta có biết chút ít về thân phận của Dương Thanh nhưng không ngờ, Quan Tuyết Tùng đã là chủ nhà họ Quan mà vẫn phải cung kính với anh như thế. Chứng tỏ địa vị của Dương Thanh còn cao hơn cả chủ nhà họ Quan. Thấy Quan Tuyết Tùng và Tô San đều vây quanh Dương Thanh, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Bọn họ vốn tưởng Dương Thanh chỉ là người của một gia tộc nhỏ bé trà trộn vào đây, không ngờ đến cả Quan Tuyết Tùng và Tô San cũng phải chủ động chào hỏi anh. Dương Thanh cũng đã nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, Ngụy Minh Nguyệt của nhà họ Ngụy và một người trẻ tuổi nhà họ Trang. Nhất là Ngụy Minh Nguyệt đã từng chứng kiến sự bá đạo của Dương Thanh nên cố tình trốn ở rất xa, sợ anh sẽ nhớ ra mình. Cô ta đâu có biết, đối với Dương Thanh cô ta chỉ là một con kiến hôi. Một con voi to lớn sẽ nhận ra một con kiến bé nhỏ sao? Đúng lúc này, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đột nhiên đi tới. San San, cô không giới thiệu đôi bên chút à? Người thanh niên dẫn đầu mặc một bộ vest màu xanh lam, khí thế hiên ngang kiêu ngạo, rất nổi bật. Hắn đang tươi cười nhìn Tô San, nhưng khi trông thấy Dương Thanh, ánh mắt hắn lại hiện lên sự khiêu khích và dữ tợn.
cậu chủ nhà họ Ninh. Tô San nhìn thấy hắn, mặt mũi biến sắc, lạnh nhạt nói, anh ấy là bạn tôi. Tô San giới thiệu rất đơn giản. Ha ha, hình như San San không thích tôi. Tên thanh niên híp mắt nói. Dương Thanh cảm thấy kỳ quái, anh vừa đụng mặt hắn ở bên ngoài nhà họ Hàn. Chính là gã thanh niên ngồi trong xe Bentley, Ninh Thành Vũ. Khi đó hắn cực kỳ hống hách, bắt anh nhường chỗ đỗ xe cho nhưng bị anh ngó lơ. Thái độ của Tô San rất không chào đón hắn. Quan Tuyết Tùng, thấy cậu Vũ tới cũng không biết chào hỏi sao. Một người đàn ông mặc vest màu xanh đen đứng sau Ninh Thành Vũ châm chọc nhìn Quan Tuyết Tùng. Nhìn mãi Quan Tuyết Tùng mới nhận ra anh ta là người nhà họ Phùng của thành phố Kim Hà, tên là Phùng Nghĩa Cần. Địa vị của nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà tương đương với nhà họ Quan ở Giang Hải, là một trong những gia tộc hàng đầu. Nghe nói lúc trước nhà họ Phùng chỉ là một thế lực hạng hai, nhờ có nhà họ Ninh ở tỉnh Lỵ trợ giúp mới vươn lên trở thành gia tộc hàng đầu. Ninh Thành Vũ là cậu chủ nhà họ Ninh, Phùng Nghĩa Cần đi theo hắn cũng dễ hiểu. Nhưng Quan Tuyết Tùng được đặc cách truyền lại vị trí chủ gia tộc chứng minh anh ta rất ưu tú, sao có thể không nhìn ra sự thù địch của Ninh Thành Vũ đối với Dương Thanh. Anh ta nhìn Phùng Nghĩa Cần, nhíu mày hỏi, anh là ai? Há! Câu nói này khiến mọi người đều kinh hãi. Ở đây đều là con cháu các gia tộc nổi danh từ các thành phố lớn, ai cũng biết tới. Phùng Nghĩa Cần là người nổi bật nhất thế hệ trẻ của nhà họ Phùng, sao Quan Tuyết Tùng có thể không biết? Nhưng anh ta lại hỏi Phùng Nghĩa Cần là ai trước mặt tất cả mọi người, chẳng khác gì đang sỉ nhục đối phương. Quan trọng nhất là Phùng Nghĩa Cần đi theo Ninh Thành Vũ đến, rõ ràng Quan Tuyết Tùng chẳng coi Ninh Thành Vũ ra gì. Chết tiệt, anh không biết tôi là ai sao? Phùng Nghĩa Cần sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận, tôi là Phùng Nghĩa Cần của nhà họ Phùng ở thành phố Kim Hà. Nhà họ Phùng thì sao? Quan Tuyết Tùng khinh thường nói, hiện giờ tôi là chủ nhà họ Quan. Anh chỉ là một đứa con cháu nhà họ Phùng, có tư cách gì nói chuyện với tôi? Tất cả đều sợ ngây người. Nếu vừa rồi Quan Tuyết Tùng thực sự không biết Phùng Nghĩa Cần là ai thì còn hiểu được, bây giờ đã biết mà vẫn nói như vậy. Không chỉ sỉ nhục Phùng Nghĩa Cần mà còn cả Ninh Thành Vũ. Cậu ta điên rồi à? Đến cả cậu chủ nhà họ Ninh cũng dám coi thường. Xem ra đúng là nhà họ Quan không còn người khác mới phải đưa một thằng ngốc lên làm chủ gia tộc. Đúng vậy. Tưởng mình là chủ nhà họ Quan thì có thể sỉ nhục cả cậu chủ của gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ sao? Đánh chó phải ngó mặt chủ. Quan Tuyết Tùng làm như vậy đúng là không coi ai ra gì. Những người khác đều nhỏ giọng bàn tán, rõ ràng đều rất kinh ngạc. Con mẹ nó, Quan Tuyết Tùng anh thực sự tưởng mình là ông lớn nào đó à? Phùng Nghĩa Cần giận dữ hét, anh có thể không coi tôi ra gì, nhưng anh phải nể mặt cậu Vũ. Quan Tuyết Tùng lạnh lùng nhìn anh ta rồi nhìn sang Ninh Thành Vũ, thoáng chốc đổi sang bộ mặt tươi cười, thì ra là cậu Vũ. Thật vinh hạnh, vừa rồi chưa nhận ra, chắc cậu Vũ sẽ không so đo với tôi chỉ vì một việc nhỏ như vậy đâu nhỉ. Nét diễn giả chân, ai cũng nhìn ra anh ta đang ứng phó qua loa. Sắc mặt Ninh Thành Vũ tối sầm, híp mắt nói, không hổ là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, rất quyết đoán. E là trong thế hệ trẻ tuổi toàn tỉnh Giang Bình chẳng có ai khiến anh thấy vừa mắt. Quan Tuyết Tùng chỉ cười không đáp, lặng lẽ lùi lại đứng sau lưng Dương Thanh. Hành động nhỏ này khiến Ninh Thành Vũ chấn động. Quan Tuyết Tùng không thèm xem hắn ra gì lại cam tâm đứng sau lưng một người trẻ tuổi ăn mặc tầm thường, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không riêng gì Ninh Thành Vũ, những người khác đều nhìn ra được điểm này. Quan Tuyết Tùng không dám tùy tiện khiêu khích Ninh Thành Vũ nên mới không nói gì. Dương Thanh âm thầm khen ngợi, bắt đầu hiểu tại sao Quan Chính Sơn lại truyền vị trí chủ gia tộc lại cho Quan Tuyết Tùng. Anh ta đúng là không đơn giản. Đối với sự khiêu khích của cậu chủ gia tộc cùng cấp bậc, anh ta không hề giữ thể diện cho đối phương. Nhưng khi đối thủ đến từ gia tộc hàng đầu tỉnh Lỵ, anh ta không kiêu ngạo cũng không tự ti, bình tĩnh ứng phó. Quan Tuyết Tùng thực sự có tư cách kế thừa vị trí chủ nhà họ Quan. Cậu Thanh, đột nhiên lại có một giọng nói cung kính vang lên, một người trẻ tuổi mặc vest đen cất bước tới chỗ Dương Thanh. Mọi người lại dậy sóng. Anh ta chính là Trần Anh Hào, con cháu của nhà họ Trần đang phát triển thần tốc. Từ khi nhà họ Viên bị diệt, nhà họ Trần độc chiếm cả Châu Thành. Trong nhiều thành phố của tỉnh Giang Bình, chỉ riêng Châu Thành là thành phố chỉ có một gia tộc đứng đầu. Có thể nói ở Châu Thành, nhà họ Trần chính là vua.
bây giờ địa vị của nhà họ Trần ngày càng tăng, không hề thua kém ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Các gia tộc tầm thường khác sao có thể sánh được với họ. Dương Thanh cũng không ngờ Trần Anh Hào vừa gặp ở Thiên Phủ Thành cũng tới đây. Ông nội của tôi định tới nhưng nghe nói trong tiệc sinh nhật của cô chủ Hàn Phi Phi toàn người trẻ tuổi nên bảo tôi thay mặt gia tộc tới chúc mừng sinh nhật. Trần Anh Hào nhìn ra sự nghi hoặc của Dương Thanh, chủ động giải thích. Anh khẽ gật đầu không đáp. Ông chủ quan. Trần Anh Hào gật đầu chào hỏi với Quan Tuyết Tùng. Quan Tuyết Tùng cũng gật đầu lại với anh ta. Thế là xung quanh Dương Thanh lại xuất hiện thêm một cậu chủ gia tộc hàng đầu. Một người là chủ gia tộc trẻ nhất tỉnh Giang Bình, một là con cháu nhà họ Trần đang trong thời kỳ đỉnh cao. Trừ người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ, ở đây không còn ai có thể sánh được với bọn họ. Vậy mà cả hai đều cam tâm đứng sau lưng Dương Thanh. Bọn họ đứng sau chứng tỏ địa vị của Dương Thanh còn cao hơn. Ninh Thành Vũ không khỏi cau mày. Lúc ở ngoài cổng, hắn thấy Dương Thanh lái một chiếc Phantom tới, còn tưởng anh chỉ là người của một gia tộc vô danh. Thậm chí còn sai người đập xe của anh. Nhưng giờ đây cả Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào đều rất cung kính với Dương Thanh, khiến hắn cảm thấy bối rối. Hắn chắc chắn Dương Thanh không phải người của ba gia tộc đứng đầu tỉnh Lỵ. Chẳng lẽ anh ta đến từ Yến Đô? Nghĩ vậy, Ninh Thành Vũ lạnh toát cả người. Nếu điều này là thật, hắn phải giải thích chuyện mình vừa đập xe của Dương Thanh như thế nào. Sinh nhật công chúa. Ninh Thành Vũ hoảng loạn trong lòng, cố giả bộ bình tĩnh nhìn Dương Thanh hỏi, trông anh rất lạ, không biết là cậu chủ nhà nào. Dương Thanh dễ dàng nhìn ra sự lo lắng của hắn. Cười nhạt một tiếng, cậu Vũ không cần nói bóng gió, tôi chỉ là kẻ mồ côi không bố không mẹ, không phải cậu chủ nhà giàu gì cả. Trong lòng anh chỉ có mẹ, chưa từng thừa nhận bố. Ninh Thành Vũ kinh ngạc, đương nhiên không tin. Hắn chỉ nghĩ anh đang cố tình lừa mình. Vãi, một thằng chó không có chỗ dựa cũng dám lên mặt với cậu Vũ. Ninh Thành Vũ không tin Dương Thanh thực sự không có thân phận gì đặc biệt, nhưng chó của hắn lại không nghĩ vậy. Phùng Nghĩa Cần chỉ vào mặt Dương Thanh, lớn tiếng gào thét. Phùng Nghĩa Cần, tôi khuyên anh hãy xin lỗi cậu Thanh ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Không sai, nếu bây giờ anh không quỳ xuống dập đầu nhận sai với cậu Thanh, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không tha cho anh. Quan Tuyết Tùng và Trần Anh lần lượt lên tiếng uy hiếp. Bọn họ hiểu rõ Dương Thanh rất khủng bố, sợ anh kích động làm gì đó. Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của công chúa nhà họ Hàn. Nếu Dương Thanh ra tay ở đây, chỉ sợ nhà họ Hàn cũng sẽ không vui. Nhà họ Mạnh đã đủ khiến họ áp lực rồi, họ không muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán nữa. Đương nhiên nếu Dương Thanh kiên quyết muốn xuống tay ở đây, dù có phải liều mạng bọn họ cũng về phe anh. Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hào, hai người tự đề cao mình quá đấy. Trước mặt cậu Vũ cũng dám uy hiếp tôi. Các người cứ thử xem, Phùng Nghĩa Cần kiêu căng khiêu khích, cậu Vũ rộng lượng không so đo nhưng tôi không vậy đâu. Ninh Thành Vũ giận dữ, thầm chửi bới cả tổ tông nhà Phùng Nghĩa Cần. Hắn vẫn chưa biết thân phận của Dương Thanh, tạm thời không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Vậy mà con chó Phùng Nghĩa Cần này lại gây sự trước. Hiện giờ hắn mắng Phùng Nghĩa Cần cũng không được, mà không mắng cũng không xong, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Cậu Vũ thấy không? Người nhà họ Quan và nhà họ Trần thật phách lối, đến cả cậu cũng chẳng coi ra gì. Phùng Nghĩa Cần vẫn đang châm ngòi. Dứt lời, anh ta lại châm chọc nhìn Dương Thanh, anh mạnh miệng lắm cơ mà. Tiếp tục đi, ánh mắt Dương Thanh dần lạnh xuống. Anh không sợ bị khiêu khích, nhưng bị một con chó khiêu khích khiến anh muốn giết anh ta. Nếu hôm nay không phải sinh nhật của Hàn Phi Phi, sao Phùng Nghĩa Cần có thể sủa đến tận bây giờ? Quan Tuyết Tùng, Trần Anh Hào. Hai người thấy chưa? Đây chính là thằng ngu hai người tôn kính đấy. Nếu không phải đang trong tiệc sinh nhật của cô Hàn Phi Phi thì tôi đã đập chết anh ta rồi. Các người tin không? Thấy Dương Thanh im lặng không nói, Phùng Nghĩa Cần lại càng đắc ý cười lạnh. Tất cả mọi người đều đang hóng hớt chuyện của bọn họ. Dù là Ninh Thành Vũ và Phùng Nghĩa Cần hay Quan Tuyết Tùng và Trần Anh Hào đều là người có máu mặt. Hai phe này xảy ra xung đột sẽ cực kỳ gay cấn. Cô Phi tới rồi. Đúng lúc này, một người kinh ngạc hô lớn. Thoáng chốc, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Cả căn phòng đều yên tĩnh lại, ánh mắt đổ dồn lên cầu thang tầng 2. Cộp, cộp, cộp. Một chàng tiếng giày cao gót thanh thúy, dáng người yểu điệu dần xuất hiện.
Hàn Phi Phi tới rồi. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng kiêu sa, điểm xuyết vài sợi lông vũ, đi đôi giày cao gót màu hồng phấn, đội vương miện khảm kim cương sang trọng. Cô ta như một cô tiên giáng trần, khẽ mỉm cười chậm rãi bước ra. Hàn Phi Phi còn rất trẻ, gương mặt xinh đẹp không tì vết, trang điểm nhẹ nhàng như tiên nữ trong tranh. Đẹp quá! Rất nhiều người đều thốt lên, các cô gái cũng vô cùng ngưỡng mộ, 20 là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham dự tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi của con gái tôi. Hàn Phi Phi đứng cạnh một đôi nam nữ, người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi lên tiếng, gương mặt của Hàn Phi Phi khá giống ông ta. Dù đã 50 nhưng có thể nhìn ra thời trẻ, ông ta cực kỳ đẹp trai. Bên phải Hàn Phi Phi là một quý bà trung niên mặc sườn xám, chính là mẹ cô ta. Chào chú Diệp, chào cô Trân. Mọi người nhao nhao đứng dậy chào hỏi hai vợ chồng Hàn Diệp. Người đàn ông trung niên là bố của Hàn Phi Phi, Hàn Diệp, nghe nói đã được chọn làm người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Thế nhưng nhiều năm rồi, tuổi tác của ông chủ Hàn cũng ngày càng cao nhưng vẫn không chịu truyền lại cho ông ta. Quan Tuyết Tùng nhỏ giọng nói với Dương Thanh. Trần Anh Hào cũng lên tiếng, ông nội tôi nói ông chủ Hàn chỉ có một đứa con trai là Hàn Diệp nhưng ông ta không có năng lực, không yên lòng truyền lại vị trí chủ gia tộc cho ông ta. Tôi cũng nghe ông nội nói, ông chủ Hàn từng nói trước mặt mọi người, chỉ khi ông ấy chết thì Hàn Diệp mới được kế thừa vị trí chủ nhà, Quan Tuyết Tùng nói. Nghe vậy, Dương Thanh mới chú ý đến Hàn Diệp. Người đàn ông 50 tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời, tạm thời không thể nhìn ra cái gì từ vẻ ngoài. Mẹ của Hàn Phi Phi thì sao? Dương Thanh tò mò hỏi. Mẹ cô ấy tên là Đồng Chân, sống trong nhung lụa từ nhỏ, nghe nói là người của một gia tộc nhỏ ở Yến Đô, năng lực không tồi, Trần Anh Hào đáp. Quan Tuyết Tùng cũng nói, nghe đồn nếu không có bà ta, ông chủ Hàn còn định truyền vị trí chủ gia tộc cho Hàn Phi Phi. Ồ! Dương Thanh kinh ngạc, bà ta giỏi vậy sao? Anh biết rõ tính cách của Hàn Khiếu Thiên. Người khiến ông cụ coi trọng như vậy chắc chắn không đơn giản. Tô San cười nói, năng lực của cô Trân không hề thua đấng mày râu. Cô ấy đã lặng lẽ trợ giúp Hàn Diệp đạt được rất nhiều thành tích, nếu không ông chủ Hàn cũng sẽ không để Hàn Diệp làm người thừa kế. Nếu chỉ là lời từ một phía, Dương Thanh sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cả Trần Anh Hào, Quan Tuyết Tùng và Tô San đều nói vậy, chứng tỏ Hàn Diệp thực sự rất kém cỏi. Nếu không cũng sẽ không bị tiếng xấu truyền xa thế này. Dương Thanh lắc đầu cười nói, người xưa có câu cha nào con nấy nhưng hình như không đúng với ông chủ Hàn. Đúng lúc này, một chiếc bánh gato nhiều tầng cắm 20 ngọn nến được đẩy ra. Mọi người vây quanh Hàn Phi Phi hát chúc mừng sinh nhật, đợi cô ta ước và thổi nến xong liền hoan hô tưng bừng. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, tiếp theo là cắt bánh, đám bạn thân của Hàn Phi Phi bôi kem lên mặt nhau, chơi đùa vui vẻ. Chúc cô Phi Phi sinh nhật vui vẻ. Phùng Nghĩa Cần là người đầu tiên tặng quà. Hàn Phi Phi lạnh nhạt nhìn anh ta, khẽ gật đầu đáp cảm ơn. Phi Phi, chúc em sinh nhật vui vẻ. Ninh Thành Vũ cũng đi tới mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta, chậm rãi mở hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Không cần nói cũng biết tặng nhẫn kim cương nghĩa là gì. Phi Phi. Đây là kiểu dáng mới nhất của Cartier, nhẫn kim cương trái tim tình yêu. Kim cương là biểu tượng của sự vĩnh hằng, trái tim tình yêu là tình cảm của anh dành cho em, mãi không đổi thay. Ninh Thành Vũ chân thành nhìn Hàn Phi Phi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.